tới các giải pháp ở Gia Linh. Các giải pháp của Gia Linh hoặc là Kedacom thì mình cũng bản thân mình cũng đã trải nghiệm nhiều giải pháp. Trong đó thì có một số giải pháp trước đây thì OneTel cũng là đơn vị làm chính. Như Bolicom thì mình cũng có cơ duyên với Bolicom từ những năm 2007 đến 8 rồi. Thì sau đó thì 2012 thì mình thành lập OneTel, thì mình cũng là một trong các partner chính của OneTel. Trước khi mà anh Hào bây giờ làm Bolicom, trước khi anh Hào về quản lý Bolicom. Thì trong giai đoạn 2012 ấy, thì mình cũng là một mình cũng là người mà làm việc với lại Aver đầu tiên. Bởi vì Aver thì họ vào Việt Nam 2011, thì lúc đó thì mình có làm việc với Aver, thì bắt đầu có nhập khẩu Aver bán trong những năm 2012 2014. Thành ra thì một số giải pháp của các hãng á, về codec hoặc là về các cái dòng sản phẩm USB cam á, thì những năm sau này từ 2018 17 18 19 á, thì bắt đầu những cái giải pháp về cloud như hiện nay anh em mình đang làm bắt đầu phát triển khá khá là mạnh. Đặc biệt là từ sau dịch thì các giải pháp về cloud meeting như là của Zoom, của Webex, Microsoft Teams hoặc là True Conference Video, BlueSync gì đấy, thậm chí là Google Meet thì nó phát triển khá là gần như là phát triển như là vũ bão luôn. Thì những cái dòng sản phẩm từ Logitech trước đó thì Webcom, sau đó thì ra những cái dòng như là Group hay là Meetup, tương lai và sau này thì ra những dòng Yearly đấy, rồi Yealing và Aver họ cũng ra những cái dòng sản phẩm như USB cam đấy, để mà phát triển đồng bộ chung với lại những cái giải pháp về cloud meeting ha. Thì như Aver hiện nay thì cũng có khá phát triển thêm một số dòng ngoài cái VP42 cộng, trước đó thì có VC, rồi theo những dòng cam như là VC520 Pro hoặc 540 là BTC 310 330 đấy, thì họ cũng đi theo xu hướng đó, và mình nghĩ đó cũng là trong một trong các xu thế, hoặc là Yealing hoặc Logitech cũng vậy. Thì nhờ vào cái sự phát triển của cloud như vậy thì những giải pháp mà tiện lợi á thì họ cũng đi kèm theo phát triển. Thì Microsoft cũng là một trong các cái thương hiệu mà làm việc chung với lại các cái cloud rất rất là mạnh mẽ. Thì về Microsoft á, thì thật ra Microsoft nó không phải là hãng, nó là tên thương hiệu của hãng ha, giống như kiểu như thế nào nhỉ, giống như iPhone 12 là thương hiệu của Apple vậy đó. Chứ phải là chẳng phải iPhone là tên công ty ha. Thì Microsoft nó là một cái nhãn hàng thương hiệu ha, nó thuộc tập đoàn Nvidia. Thì tập đoàn này là một trong các tập đoàn mà nó chuyên gia công về màn hình tương tác. Bản chất của nó là từ trước giờ là một trong các tập đoàn chuyên gia công cho các cái giải pháp về màn hình tương tác. Ví dụ như là ở Việt Nam thì có một số cái thương hiệu như là ViewSonic hoặc là một số thương hiệu khác. Mình cũng không tiện nói tên các hãng nhiều quá thì nó cũng hơi dở. Thì cũng gia công từ cái tập đoàn Nvidia. Hiện nay tập đoàn Nvidia thì nó là một tập đoàn global và nó gia công hơn 50 cái brand name về màn hình tương tác trên toàn cầu. Trong đó có những hãng như là OneScreen ở Mỹ hoặc là một số thương hiệu khác, là SVK của Hồng Kông chẳng hạn. Thì khá nhiều cái thương hiệu về về thì từ lúc mà 2017 á, thì nó mới mở ra nhãn hàng Microsoft để phát triển những cái dòng sản phẩm và đưa ra một cái thương hiệu của tập đoàn trên global và phát triển. Trên đấy thì do vậy nên là các cái giải pháp của Microsoft mặc dù là mới ra nhưng mà phát triển rất là nhanh và rất là đầy đủ. Đấy. Vậy thì đi sâu vào trong các giải pháp của Microsoft để mình chia sẻ với anh em tại sao mình làm giải pháp này cũng như là nó có những cái gì ở thị trường mà hiện nay chúng ta có thể làm được. Thì thứ nhất là bởi vì mình cũng đang làm những giải pháp trước rất là nhiều ha, như Aver, như Poly hay là Lightside này kia thì mình cũng làm khá nhiều. Nhưng mà khi mình tiếp cận và mình làm việc với Microsoft thì mình thấy về cái xu thế của Microsoft họ hướng tới cái người dùng nhiều hơn. Những cái value mang lại của Microsoft nó nhiều hơn là những cái sản phẩm hiện nay trên thị trường. Ví dụ như là mà trước đây mình bán những cái dòng codec như là những dòng EVC như 130, 150, 350 gì đấy, hoặc là những dòng SVC, thậm chí sau này mình bán những con như VB hoặc là cam VC 520 hoặc là cam 520 540, thì mình những cái thiết bị của những thương hiệu hiện nay trên thị trường ha, mình bởi vì mình làm Aver nhiều nên là anh em cũng thông cảm, không phải là mình nói xấu Aver ha mà mình thuộc dòng Không nói để anh em mình nắm chung với nhau thôi. không Thì mình thấy là mình trải qua khá nhiều cái thương hiệu, thì đa số những cái dòng sản phẩm này á, về chi phí thì mình chưa nói, nhưng mà gần như đặc điểm của nó là chỉ phục vụ cho mỗi họp trực tuyến thôi. Và sau nhiều năm mình triển khai thì mình thấy được một cái việc là những cái sản phẩm mà họ triển khai á, thì đa số là ngoài cái việc là không họp trực tuyến thì cũng không dùng được làm việc gì.
mà cái chi phí đầu tư thì nó cũng tương đối là cao chứ không phải là thấp. Tuy nhiên một con Android của Poly hoặc là của Cisco thì gần như là bằng một hệ thống hiện nay các anh em đang triển khai rồi về cloud. Đấy, ví dụ vậy, những con group 500, 700 hay những dòng mới như G70 chẳng hạn. Thì là cái nhất. Cái thứ hai nữa thì do vậy nên là trong cái việc mà triển khai á, thì đa số là giải pháp video conference thì nó rất là tốt. À, nhưng mà nó lại phục vụ cho đa số những doanh nghiệp nghĩa là lớn, nghe từ cấp vừa và lớn và thậm chí là những cái cơ quan nhà nước hoặc là chính phủ thì rất nhiều. Đấy. Thì ngoài cái value mà về họp trực tuyến ra thì đa số những cái giải pháp hiện nay mình không nói hết bởi vì vừa rồi thì cũng có một số hãng họ bắt đầu họ làm theo cái hướng của máy thấp thì đa số thì nó chỉ dừng lại ở cái việc họp trực tuyến thôi, chỉ là có thể là một tuần họp lần hoặc là tháng họp lần hoặc là trong đợt dịch này có thể họp thường xuyên hơn. Đấy. Nhưng mà về qua cloud vẫn là cái core chính. Còn thiết bị Android á, thì dù cá nhân như mình đang sử dụng đây thì mình vẫn dùng laptop thôi. Thì máy thấp khi mình tiếp cận thì mình làm việc với máy thấp á, thì mình thấy thứ nhất nó có nhiều cái điểm hay. Cái hay thứ nhất á, là cái hệ sinh thái của máy thấp à, nó là một trong các hệ sinh thái mà đầy đủ nhất à, trong tất cả các hãng. Tại tại sao mình nói như vậy? Bởi vì một cái phòng họp trực tuyến á, thì nó bao gồm cả về cam, về mic, về loa, về màn hình, đúng không ạ? Thì trong tất cả các cái thương hiệu hiện nay thì máy thấp nó đầy đủ tất cả các thiết bị để anh em có thể triển khai trong một phòng họp từ cá nhân cho tới hội trường. Thành ra cái dãy sản phẩm của máy thấp nó rất là rộng và nó đầy đủ full giải pháp cho mình làm. À, ví dụ như mình cá nhân thì có những cái webcam khoảng 1 triệu 2 triệu đấy cũng có, cho tới những cái thiết bị dành cho phòng họp 3 tới 5 người cũng có, rồi tới những cái phòng họp lớn hơn dù 20 30 người, tới những cái phòng hội trường lên tới hàng người hàng ngàn người cũng có luôn. Và ở đây cái giải pháp nó không chỉ có là ví dụ như ok anh tôi có con cam bên Zoom vậy tôi gắn giữa phòng hội trường như vậy 2 3 cam là đủ rồi, không phải, nó cả có cả những cái giải pháp về hiển thị từ màn hình tương tác từ 55 cho tới 98 inch cho những cái phòng họp mà ví dụ như là chục 20 người cho tới 30 40 người. Lên hội trường thì nó có những giải pháp về màn hình LED, LED wall, và những LED này nó tích hợp sẵn all-in-one hết chứ không phải như LED bình thường mình thấy ở ủy ban đâu. Thì nó lên tới là 220 inch hoặc là 300 inch, 400 inch, nó đầy đủ hết về hiển thị. Về hệ thống âm thanh hội thảo thì nó có những cái dòng Bluetooth mic nha, như Hải lâu lâu Hải cũng có đăng trên các kênh đó, chắc không biết anh em có thấy không, thì nó cũng đầy đủ tất cả những cái dòng sản phẩm Bluetooth ha, và cái kết nối Bluetooth hoặc là 3.5 hoặc là USB gì đấy và có thể kết nối 2 3 mic lại với nhau. Đấy, để phục vụ cho những cái phòng họp dù 10 người, 15, 20 người. Thì lớn hơn nữa thì Mashup nó có luôn những cái dãy sản phẩm về loa hội thảo và mic cầm tay không dây. Đấy. À, do vậy nên là cái hệ sinh thái của Mashup mà khi mà mình triển khai mình làm á, thì nó sẽ đồng bộ với nhau và nó rất là tuyệt vời. À, đầy đủ hết tất cả giải pháp để mà nghĩa là do vậy nên khi mà mình chia sẻ với lại những cái đối tác hoặc là khách hàng á, thì có rất nhiều thứ để anh em mình có thể ngồi nói chuyện với khách hàng. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Mashup họ tập trung vào các cái giải pháp phòng meeting, phòng họp và dạy học. Do vậy nên là không chỉ là phòng họp không mà Mashup cũng có luôn những cái hệ sinh thái cho gọi lớp học trực tuyến. Hiện nay chắc anh em cũng có biết là hiện nay Bộ Giáo dục họ đang làm những cái giải pháp đề án về phòng học thông minh hoặc phòng học điện tử đó. Thì trong đó nó có những cái thiết bị như là màn hình tương tác, có những thiết bị như là máy chiếu vật thể, có hệ thống mic loa cho cô giáo, có camera 180 độ ghép nhiều hình ảnh lại với nhau, auto framing cho cô giảng bài dạy bài tại trong lớp, và có những cái phần mềm dành cho giáo dục thì Mashup nó cũng có luôn. Và không những có mà những cái dòng sản phẩm tương tác cũng Mashup nó rất là rộng. Ví dụ như hiện nay như một số nhà hãng khác như Inno hay ViewSonic hay là Pentium thì cái dãy sản phẩm mình tương tác của họ nó chỉ có một hai cái series thôi. Nghĩa là trong series của họ có thể là có 55, 65, 75 gì đó, nhưng mà một hai series thôi. Riêng Mashup nó có tới 4 5 series. Để phục vụ cho phòng meeting sẽ khác, để phục vụ cho giáo dục thì các series nó sẽ khác. Và phần mềm giáo dục của Mashup cũng là một trong các phần mềm tiên phong luôn. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa thì cái giải pháp của Mashup nó hướng tới cái việc là làm sao easy hay đơn giản và hiệu quả. Thì do vậy nên tất cả những giải pháp của Mashup nếu mà mình thiết kế đúng chuẩn thì gần như là toàn bộ giải pháp của Mashup nó đều là không dây. Ví dụ những cái mic đa hướng của Mashup cũng là không dây. Tới cả cái bộ loa của trên hội trường của Mashup một cặp loa như vậy nó công suất nó là 2 loa, một loa là 8 cái loa mini, một loa mini là 32W thì nó đâu đó khoảng chừng hơn 500W thì cũng sử dụng qua không dây luôn. Đấy. Và hệ thống mic cũng là không dây luôn. Và Mashup cũng có luôn cả cái bục phát biểu điện tử thông minh.
anh em thấy trong những cái phòng hội trường hay có cái bục gỗ, thì hiện nay trong Em giáo dục có của biết mình rồi. thì MathHub nó có luôn cả cái bục phát biểu luôn, và cái bục phát biểu đó nó cũng là màn hình tương tác trên đó, nó cũng trình chiếu không dây, cũng có luôn cả mic cổ ngõng không dây, nâng lên hạ xuống đầy đủ hết. Đấy, và những cái do vậy nên là cái thứ hai nữa là gì, đó là cái Hải muốn nói, nghĩa là những giải pháp hướng đến của MathHub nó là một cái phòng họp làm sao nó hiện đại hiệu quả. Do vậy những cái chi phí mà để mình setup á, mình cài đặt, mình setup hoặc là mình bảo trì á, nó đơn giản hơn rất nhiều so với những giải pháp hiện nay trên thị trường mà họ dùng, ví dụ như mic rồi này kia, dây nhựa lằng nhằng, hoặc là hệ thống của Polycom chẳng hạn, cũng phải đi cáp rồi phải nát bọt này kia, thì cái vấn đề đó anh em triển khai nhiều, mình chỉ chia sẻ nhanh vậy thôi. Cái thứ thứ ba nữa đó là hồi nãy giờ họ nói cũng đa số liên quan tới trực tuyến là kia thôi, vậy thì cái thứ ba nữa, cái giải pháp của MathHub nó hướng tới là gì, nghĩa là nó phải hiệu quả. Hiệu quả chỗ nào, nghĩa là những cái dòng sản phẩm của MathHub nó hướng tới cái việc là toàn bộ trong phòng họp là trình chiếu không dây, do vậy nên cái phòng họp mình nó sẽ nâng cấp lên, tự động phòng họp mình nó sẽ được nâng cấp lên một bậc, nghĩa là tất cả những cái cáp trình chiếu như HDMI này kia trong phòng họp nó có thể bỏ hết, là cái nhất. Cái hai nữa thì những cái thiết bị này á, do vậy nên là khi mà người ta không dùng họp trực tuyến á, thì người ta vẫn sử dụng thiết bị của MathHub để họp offline qua qua cái chức năng là trình chiếu không dây, và cho phép cùng lúc bốn người có thể trình chiếu. Thì cái chỗ mà cho phép cùng lúc bốn người trình chiếu này á, nó giúp ích được cái việc gì, ví dụ như hôm nay mình có một cái đối tác tới gặp mình ha, để bàn thảo về một cái dự án gì đó ha, ok, dù họ có những yêu cầu, họ mình có những giải đáp của mình, thì thay vì là bên họ trình chiếu dùng các cái HDMI kéo vào cắm vô, ok trình chiếu lên cái, hoặc là trình chiếu không dây khác một nội dung đi, họ nói xong phần nhu cầu của họ tới lượt mình cắm vô, thì lúc đó thời gian nhất nó sẽ kéo dài. Thứ hai nữa là về cái cách nhìn tổng quan, họ sẽ không nhìn ra được tổng quan được cái câu chuyện nhu cầu anh là vậy, tôi giờ đáp ứng vậy nè, ok chưa. Thì với cái trình chiếu cùng lúc cho phép được bốn người á, thì nó giúp ích cho những việc đó, một bên nhu cầu, bên là đáp án rất là nhanh, rồi phục vụ cho việc viết code, phục vụ cho thiết kế, hoặc là đơn giản thôi, ví dụ khách hàng họ là về xây dựng chẳng hạn, thì để mà xây dựng cái building của Phúc An họ có tới 5-3 cái version, ngay cả cái việc là cái hành lang nó 2 mét cho 1,5 mét thôi cũng đã một version rồi, hay là cái cửa từng phòng làm việc đóng ra hay là mở kéo ra hay là kéo vô thôi, nó là một cái version. Thì với cái chức năng mà có thể trình chiếu cùng nhiều lúc như vậy á, nó cho phép những cái version này hiển thị lên trên đó, và cái người quản trị hoặc là những anh em về thiết kế họ nhìn thấy rất là rõ được cái vấn đề ở đó là nên sử dụng cái biệt phiên bản nào, cái cửa nên đóng ra đóng theo cái hướng nào, thì cái lợi ích của những cái việc đó về nhân công, về thời gian họp nó diễn ra rất nhanh, và cái người quyết định á, họ có thể cho phép người quyết định á, họ có thể đầy đủ những thông tin ở đó, họ đưa ra những quyết định rất là tốt, thay vì sau khi họp xong về phải in thêm báo cáo ra phải ngồi suy nghĩ lại. Tương tự như vậy cho những cuộc họp về tài chính hoặc là marketing hay là chiến lược bán hàng này kia. Thì ở đó thì nó sẽ giúp ích được, thì những cái value nó mang lại như vậy á, thì do vậy nên cái giải pháp của lớp mình á, nó không chỉ đơn giản là một cái thiết bị dành cho phòng họp trực tuyến, mà nó là dành cho luôn cả những cái việc mà mình sử dụng offline hàng ngày. Dĩ nhiên thì trong đó nó có sẽ có những một số giải pháp khác, ví dụ như về cá nhân hồi đó có những dòng USB cam thì người ta không cần chức năng đó, nhưng mà những thiết bị đa số dành cho phòng meeting thì nó sẽ bao gồm những chức năng đó, những chức năng để trình chiếu không dây. Đấy. Đó là cái value đó, nó giúp ích cho cái việc phát triển thị trường như thế nào. Như trước đây mình cũng đã từng triển khai rất nhiều cái dự án quy mô trên toàn quốc. Ví dụ như một số ngân hàng lớn mình triển khai như là Nam Á Bank, thì mình đã triển khai trên toàn quốc nó đâu đó khoảng hơn 100 site. Thì trong đó có những cái chi nhánh hoặc là những head office hoặc là những cái front office lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh đó. Một cái tòa nhà của họ lên tới khoảng tầm lớn và nhỏ luôn á, cả phòng họp luôn tầm khoảng 20 cái phòng họp. Nhưng mà cái phòng họp mà để họp trực tuyến á, họ triển khai của mình chỉ có đúng một bộ EVC 130B thôi. MCU đặt ở DC. Đấy. Thì như vậy là gì? Có nghĩa là gì? Nghĩa là cái với thiết bị mà dành cho trực tuyến không á, quy mô của mình nó chỉ hạn hẹp lại ở câu chuyện là chỉ trực tuyến thôi. Nhưng với sản phẩm MathHub á, hiện nay mình cũng đang triển khai thêm cho bên đó. Thì gần như tất cả phòng họp của họ đều triển khai MathHub luôn. Và họ tự biết câu chuyện là họ sẽ không cần phải đăng ký một cái phòng nào để họp trực tuyến nữa, bất cứ vào phòng nào cũng được là cái nhất. Cái thứ hai, những cái buổi họp bình thường của họ họ sử dụng toàn bộ những chức năng trình chiếu không dây cũng hết luôn. Đấy, nghĩa là gì, lúc này cái quy mô của mình nó sẽ mở rộng ra rất là nhiều, về cái thị trường mình đó, nó mở rộng ra rất lớn, ngay cả trong một khách hàng của mình thì mình vẫn có thể triển khai hàng loạt trên các cái phòng họp của họ, và một cái giá trị của một thiết bị như vậy nó tương đương với lại một laptop thôi, nó cực kỳ đơn giản và họ có thể triển khai rất là nhiều. Như vừa rồi mình cũng có triển khai trong một cái tập đoàn,
lớn, thì mình qua tư vấn và triển khai á, thì họ mua trước đó họ mua 3 bộ Bodycom Group 500, thì nó đâu đó hết khoảng chừng gần 600 triệu cả cái license Full HD rồi license Multiboard này kia. Thì sau khi mà họ trao đổi với lại phía bên mình á, thì họ triển khai một đồng loạt hơn 30 size à, nhưng mà chi phí nó cũng tầm khoảng hơn 500 triệu thôi. Và tất cả những phòng họp của họ hiện nay là gần như có phòng họp họ sẽ triển khai. Thì đó là mình nhìn nhận câu chuyện đó để anh em thấy rằng khi mà làm thì mình ở đâu có phòng họp thì mình có thể triển khai được. Thì cái quy mô thị trường mình nó lớn hơn rất là nhiều so với việc là mình chỉ tập trung vào một cái thị trường duy nhất là ok tôi làm phòng trực tuyến thôi. Mà đôi khi có những cái khách hàng của mình họ có rất nhiều phòng họp trên đó, họ cần nâng cấp cải tiến phòng họp lên. Đấy, nhưng mà cuối cùng là mình chỉ ok mình bán được cái dòng USB cam hoặc là một cái con codec hoặc là con Polycom, một con Cisco thôi cho một cái phòng. Bởi vì họ chỉ yêu cầu mình chỉ bán trực tuyến chứ mình không bán những cái giải pháp mà để nâng cấp phòng họp họ để phục vụ cho cái việc là họ triển khai hàng ngày được. Thì đó là cái value mà Matsup có thể mang lại được cho tất cả anh em của mình. Đấy. Còn về thị trường và giá thì mình hướng tới câu chuyện là gì? Hướng tới câu chuyện là mình sẽ phổ biến cái giải pháp làm sao tiếp cận được tiệm cận dưới và cả những cái tiệm cận trên. Nghĩa là gì? Như kinh nghiệm theo kinh nghiệm của mình làm về trực tuyến trước đây, nhưng mình làm của Bolicom và Aver là chính đó, thì khách hàng của mình cũng phải là dạng VIP họ mới triển khai. Đấy. Có rất nhiều cái tập khách hàng mà họ cần những cái size ví dụ 5 triệu, 7 triệu, chục 20 triệu gần như rất khó để triển khai. Thì với Matsup có thể tiệm cận tất cả những khách hàng đó. Và ngay cả những khách hàng mà tiệm cận trên là sao? Có những cái phòng hậu trường Matsup có thể thiết kế lên tới 3 tỷ, 5 tỷ vẫn có thể thiết kế được. Với những cái màn hình LED, những cái bục phát biểu, những hệ thống loa cực kỳ tinh xảo luôn, và toàn bộ trong đó nhìn vô toàn bộ là không dây hết. Ví dụ như một màn hình LED của Matsup lên tới 220 inch mà có thể một người có thể triển khai được. Nó hay như vậy. Hoặc là một cái màn hình LED 165 inch, 150 inch của Matsup thì có thể treo lên luôn cả một cái kệ để mà di chuyển đi, chứ không cần là phải đóng khung như trước đây, phải mua khung sắt rồi với lắp bộ nguồn, rồi phải lắp bộ video processor, rồi phải lắp card tín hiệu, rất là nhiều thứ để mà lắp ra một màn hình LED cho một phòng hội trường. Thì Matsup nó sẽ all in one hết, nó đóng khung lại hết, nó làm tất cả lại xây dựng module hết, mình chỉ việc tháo ra và mình treo lên là xong. Thành ra là về cái việc vận hành lắp đặt thì nó cực kỳ là đơn giản như vậy. Thì đó là cái hãy muốn chia sẻ trước cho mấy anh em mình về cái định hướng phát triển cũng như là những cái lợi thế, cái ưu điểm, cái value mà cái giải pháp hiện nay của Matrix nó mang lại cho người dùng. Và chính những cái value mang lại cho người dùng đó thì với anh em mình là những nhà cung cấp, những cái đối tác để mà cung cấp những cái giải pháp đó, thì mình cũng sẽ có thêm những cái câu chuyện để mình chia sẻ với lại khách hàng của mình hơn. Đấy. Khách hàng của mình muốn về một cái phòng đào tạo training, ok, Matsup có luôn. Có những cái giải pháp và màn hình tương tác 686, 98 inch để cho dành cho những cái phòng training với cao 180 độ, với hệ thống mic, với máy chiếu vật thể, đầy đủ hết. Hoặc là họ có những cái phòng đó mà bên đây mình cũng triển khai ngân hàng rất nhiều. Bên ngân hàng họ hay có những cái phòng như vậy. Hoặc là họ có những cái phòng hội trường lớn, ok. Còn thậm chí họ có những phòng họp, họ có những cái phòng rất là mini, chỉ có 3 4 người tham dự thôi, mình cũng có những cái thiết bị để phục vụ cho những cái phòng đó. Thì hãy chia sẻ như vậy để anh em mình có những hình dung trước về những cái giải pháp của Matrix, hình dung ra ok, với khi mà làm việc với Matrix thì nó sẽ có đầy đủ những hệ sinh thái như vậy để mà mình có nhiều cái câu chuyện hơn khi mà mình tiếp xúc, mình trao đổi với khách hàng hơn. Ok, thì hãy chia sẻ như vậy cho mấy anh em trước thôi. Mình sorry anh em. Ông mua vào đây thì thực ra cái mã hát này em cũng có tham khảo và có xem qua cũng mấy lần rồi, nhưng cũng chưa được triển khai nhiều lắm, nên là cũng đang đang tìm hiểu, cũng thấy nó khá là hay đấy. Ok, còn đi một dọc các cái dãy sản phẩm á, thì mình sẽ đi sơ qua một dọc thôi. Thì sau đó bằng bằng Điền á, bạn sẽ chia sẻ kỹ với anh em hơn là cái nhất. Cái hai nữa thì ở văn phòng của mình á, bạn cũng mới chuẩn bị sẵn những cái giải pháp, những cái thiết bị á, bạn các anh em sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ như hiện nay anh em đang nhìn cái size ở chỗ Điền á, anh em thấy hai khung hình đúng không? Một khung lớn, một khung nhỏ. Thì đó là một trong các giải pháp mà sử dụng hai cam cho một phòng họp, một cam toàn cảnh và một cam cận cảnh, và hiển thị lên như vậy luôn. Và không chỉ hiển thị như vậy mà mình có thể bố trí theo nhiều kịch bản khác nhau để mình hiển thị. Đấy. Rồi
Thì thông thường những cái phòng như vậy thì mình dùng một cam 180 độ để quay toàn cảnh cái phòng hội trường, còn một cam Pentium mình quay cận cảnh người phát biểu, ví dụ vậy. Thì đó là một trong các giải pháp mà bên mình đang 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 triển khai. Thì nói tới câu chuyện này thì Hải cũng chia sẻ thêm một cái ý nữa. À, cái này cũng là một cái, trong các cái giải pháp mà mình tìm hiểu cũng như là mình testing demo, thì mình nghĩ cái này nó cũng sẽ có ích cho các bạn. Thứ nhất đó là trước đây thì các đối tác của mình họ triển khai theo cái dạng codec đúng không? Ví dụ như con Polycom Group hoặc là Aver EVC đúng chưa? Hoặc là những dòng dây link, hoặc là những con của Cisco chẳng hạn, Rumkit gì đó ví dụ. Thì bây giờ cloud phát triển thì mình sẽ chạy cloud theo cái dạng là Zoom hoặc là WebEx hoặc là Microsoft Teams đúng không? Vậy thì làm sao á? Bây giờ hiện nay mình phải làm sao có những khách hàng của mình họ đã triển khai rồi, triển khai ở Phúc An rồi, dù họ mua một loạt con EVC rồi hoặc là một loạt bộ Polycom rồi, nhưng mà trong cái đợt dịch này họ cần phải sử dụng trên nền tảng cloud để mà họp với số lượng đông lên tới hàng trăm site, nhưng mà họ không thể nào triển khai lại những cái phòng họ đã có rồi, để bây giờ họ không lẽ họ mua thêm cái con VC 540 hoặc là Cam 540 của Aver nữa, trong khi trước đó họ đã có rồi, giờ họ có con Polycom rồi, họ có con Aver rồi, thì mình làm sao á trên nền tảng cloud đó mình vẫn thể kết hợp những cái thiết bị Android đó vào trong cuộc họp của mình. Thì đó là một cái bài toán hiện nay tất cả như mình đi tư vấn cũng như mình gặp gỡ nhiều đối tác anh em thì hiện nay đang gặp cái bài toán đó. Thì mình nghĩ rằng một nếu mà anh em triển khai nhiều thì cũng sẽ gặp bài toán đó, hoặc là anh em cũng có giải pháp rồi, nhưng mà ở đây mình cũng muốn chia sẻ luôn. Thì hiện nay bên chỗ OneTel vừa rồi mình cũng đã cho mấy anh em test, thì tất cả những cái vấn đề đó mình đều giải quyết được hết. Mình thể vừa sử dụng tạo ra một room họp như anh em mình đây. Dĩ nhiên á, anh em cũng thấy là ví dụ như Zoom hay gì đó nó cũng bán cái license để gọi H23 vào, hoặc là Polycom cũng bán cái license ACTY lên thiết bị Android, hoặc là Aver cũng bán những license để ACTY lên EVC 950 hoặc là SVC đúng không? Nhưng mà thật chất ra những cái license đó chi phí rất là cao. Và cái nhất cái thứ hai nữa là nếu anh em sử dụng thấy cái độ ổn định nó không cao. Thì trên nền tảng cloud mình vẫn lấy cái nền tảng cloud làm chính, thì mình cũng có một số cái cloud mà hiện nay vừa rồi mình mới test là kết nối luôn trực tiếp với lại những cái con EVC hoặc là những cái dòng Polycom. Những dòng group gì đó thì bằng qua những cái thao tác cũng cũng khá là đơn giản, thì mình có thể merge được những cái phòng họp lại với nhau luôn để mà người ta vẫn tái sử dụng được những cái gì họ đã đầu tư, và thứ hai nữa họ triển khai mở rộng với mình trên nền tảng cho những phòng họp khác, những cái cá nhân trên nền tảng cloud khác. Thì đó là một trong các cái mà hiện nay phía OneTel cũng đã thực hiện, đã testing cũng đã triển khai cái đó và cũng đã rất rất là thành công. Do vậy nên là vừa rồi mình có triển khai lại cho một số cái đối tác lớn của bên mình đó. Họ triển khai là trên diện rộng toàn quốc đó. Thì họ triển khai lại cho nên là cloud thì họ vẫn giữ nguyên cái hệ thống cũ của họ, và ở đây là họ không không chỉ là sạc song song, họ có những cuộc họp họ vẫn có thể merge lại với nhau, có những thiết bị đã triển khai đầu cuối ở phòng họp rồi họ vẫn sử dụng và họ vẫn tham gia họp bình thường. Đấy thì còn đi 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 qua đi sơ đi một lượt qua các giải pháp ha. Thì như anh em thấy trên màn hình ha, ở đây mình bởi vì mình hấp họ tập trung vào trong những giải pháp về meeting, do vậy đây thì đa số những giải pháp của phòng họp của mình hấp đều là không dây hết ở đây. Dù cái hình thứ nhất là dù như màn hình tương tác ha, tương tự ở dưới vậy, hoặc là lên những phòng lớn hơn hoặc là lớn hơn nữa họ sử dụng những cái màn hình LED. Đây thì ở đây nó có những cái dòng từ cá nhân ha, còn nó đi sơ thôi. Đây thì những dòng cam dành cho cá nhân hoặc là những cái room họp 3-4 người. Thì 1080. Đây là dòng cam 180 độ hồi nãy hai cái chia sẻ 4K. Và có nhiều cái mốt hiển thị. Cái cam này thì dành cho những cái phòng họp mà chiều ngang rộng hoặc là dành cho giáo dục. Ha. Giáo dục thì thường cam này có nhiều cái mốt hiển thị, trong đó nó cho phép đi theo cô giáo, rồi nó cho phép luôn cả hai cái khung hình trên một cái hình. Nghĩa là gì? Nghĩa là lúc đó cô giáo hoặc là người phát biểu á nó sẽ đi theo hiển thị là một thành một khung hình nhỏ giống cho bằng điện á, và cái thứ hai nữa nó sẽ đóng khung lại cái bảng để viết á, đóng khung lại cố định, thì lúc nào hình của người đó sẽ nằm trên cái bảng giống như anh em nhìn thấy trên dự báo thời tiết vậy đó. Đại thiện cam này nó khá hay, nó dành cho những cái phòng như vậy. Rồi nó có những cái dòng Bluetooth mic, ở đây là dòng Bluetooth nhưng mà nó vẫn có thể kết nối qua cổng mini 3.5 hoặc là cổng USB ha, thì nhưng mà đa số thì mình sẽ kết nối qua Bluetooth. Tương tự như vậy nó có những cái dòng 4K ha. Những cái dòng này phục vụ cho những phòng họp 5 tới 70 người vô tư nè. Và những cái dòng cam này nó đều tích hợp mic hết.
hoặc là có thể kết hợp chung là những cái dòng Bluetooth Mix khác ha. Đây, đây dù đây là một cái thiết kế của dòng M30 là 180 độ ha. Nó có nhiều cái mode để mà hiển thị và nó cũng có nhiều cái video clip mà mình nghĩ sau cái buổi này mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em tất cả tài liệu đó. Dù đây là một trong các cái mô hình giải pháp rất là basic ha. Mình sử dụng mini PC đặt phía sau màn hình, dùng Bluetooth Mix để kết nối tạo thành một phòng họp. Ở đây muốn trình chiếu không dây nữa thì lát nữa sẽ có những cái sản phẩm trình chiếu không dây chuyên dụng mình sẽ giới thiệu sau. Còn đây là dòng sản phẩm được xem là một trong các cái giải pháp dòng sản phẩm chiến lược ha. Cái bộ sản phẩm này nó có cái điểm hay là gì? Thứ nhất là Smart Cam ha, Auto Framing 4K. Thứ hai nữa là tích hợp luôn cả mic và 6 mic và mic khắp tới khoảng cách 0,8 mét và tích hợp loa. Thứ ba nữa là nó tích hợp luôn cả trình chiếu không dây. Thì như cái hình này anh em sẽ thấy nè, phòng họp lúc này chỉ cần một cái màn hình và thiết bị là đủ. Cái thứ tư nữa là nó chạy luôn cả hệ hoàn Android. Do vậy nên là có những cái cloud á, mình không muốn xài rắc rối như trên PC á, cài trực tiếp cái app trên đây luôn. Và phần cứng nó là RAM 4GB nha. Và nó chạy cực kỳ mượt mà, trình chiếu không dây tốc độ trẻ là 0,09 giây, gần như là mình lít cả là hiển thị luôn, cho phép 4 người cùng trình chiếu. Đấy. Thì thành ra cái bộ sản phẩm này là một trong các cái sản phẩm mà bên mình bán là cực kỳ khủng khiếp. Đấy, lúc này không cần PC gì nữa. Đấy. Yeah. Mày. Sau này là có auto framing thôi, thế thì phần auto speaking là có không anh? Auto checking ấy. Đây là chức năng auto framing ha. Đây zoom mình thấy cài trực tiếp lên trên cái màn hình luôn ha, là trên cái thiết bị luôn này. Đấy. Cái thiết bị của mình có thể cài, nó có Android như vậy có thể cài Skype, Team hoặc Zoom lên thoải mái ha. Cái anh nghe được không ạ? À nghe nghe. Cho hỏi chút là cái OS đang chạy của cái bộ UC10. Cái OS đang chạy của bộ F10 đấy là OS Android chạy Android. Android đúng không? À nó chạy Android 8.0 nè. Ha. Dual mode Wi-Fi anh em thấy nè, nghĩa là gì? Nghĩa là trong thiết bị này á, nó có chức năng trình chiếu không dây và nó có cổng LAN, nhưng mà trong trường hợp phòng họp của khách hàng mình á, ví dụ họ làm kính làm gì đó, làm mất tiêu rồi, không đi cáp nữa, ok, nó bắt Wi-Fi được luôn. Và bắt Wi-Fi đó để làm gì? Bắt Wi-Fi đó nó vừa cho phép là video conference và vừa cho phép trình chiếu không dây. Do vậy nên là nó sẽ sử dụng dual mode Wi-Fi ở băng tần 2.4 và 5 chấm. Ở đây nó tích hợp sẵn 6 mic nè và loa luôn. Đây, đây là một số thông số của nó ha. Smart Cam 4K ha, góc nhìn 120 độ, auto framing ha, face detection và voice local ha. Đây. Là lúc đó ai phát biểu thì nó sẽ quay qua như cái clip vừa rồi. Với những cái dòng này ví dụ như là phòng nó rộng hơn một chút thì có thể có gắn được thêm mic mở rộng không ạ? Được, gắn cái mic mở rộng BM21 hồi nãy, cái Bluetooth mic mình nói á. Gắn được hai bộ đó. Đây cái trình chiếu không dây nè, Android nè và 4 người trình chiếu nè. Về cái phòng họp thông minh á, thì về trình chiếu không dây á, thì để mình chia sẻ tí xíu cái chỗ này, nói tới trình chiếu không dây, lát nữa nó có một cái bộ chuyên dụng như vậy, nhưng mà sẵn trên thiết bị này có mình cũng trao đổi với anh em luôn cái chỗ này như thế nào. Thông thường á, trình chiếu không dây á, thì mình phải sử dụng cloud để trình chiếu. Cloud là sao? Nghĩa là mình phải có một cái app trên smartphone hoặc laptop, đúng không? Alo. Đây mình đang ở file, mình không biết mấy anh em có tắt mic không. Đấy thì
À, mấy anh em nghe rõ, chỗ anh Nam nghe rõ không? Ủa, em vẫn nghe mà. À, ok. Thì thông thường á, mình nói từ đầu ha, thông thường ví dụ như khi mà trình chiếu á, cái gì thuyết trình á, anh em dùng scan HDMI từ cái TV hoặc là màn hình xuống laptop đúng chưa? Thì giờ À. thiết bị này thì trình chiếu không dây nghĩa là bỏ scan nó đi. Đấy. Thì vậy thì những cái hãng hiện nay trên thị trường á, họ sẽ trình chiếu bằng cách nào? Thứ nhất là trên laptop hoặc smartphone mình phải có gì giao tiếp chứ, họ sẽ cài một cái app. Được chưa? Và khi mà họ sẽ bắt cung chung lại wifi, ví dụ wifi của thiết bị, cái mạng của thiết bị đó, ví dụ như là của Phúc An, thì laptop của họ hoặc PC hoặc là smartphone cũng bắt của Phúc An và thông qua cloud để mà họ trình chiếu. Được chưa? Nó dạng như vậy, nó dạng như vậy. Vậy thì với thiết bị của MacBook á, về cái việc mà thông qua cloud trình chiếu á, thì vấn đề về bảo mật ha, thì có một số người ta không thích. Thứ hai nữa thì về cái độ gọi là độ delay á, nó sẽ có một chút delay. Vậy thì MacBook họ giải quyết cái câu chuyện là bằng cách nào? Thì thứ nhất đó là cái bộ sản phẩm MacBook á, nó chạy dual mode wifi, nó vẫn bắt wifi bình thường hoặc là mạng LAN, wifi hay LAN, cái này tạm gọi là vô mạng Phúc An đi, được chưa? Thì trên cái smartphone của MacBook á, họ cũng có sử dụng, mình tới chuyện cũng có app, được chưa? Nhưng mà lúc này á, nó không cần phải vô mạng của Phúc An nữa, mà nó có thể bắt trực tiếp vô wifi của thiết bị luôn. Nghĩa là bản thân của cái bộ thiết bị của MacBook nó tự như là một set boy, nó phát ra wifi luôn. Ví dụ cái bộ này là USB 10 thì nó sẽ phát ra cái tên là USB 10 luôn. Để làm gì? Để khi anh trình chiếu á, tốc độ trình chiếu nó sẽ cao hơn. Và cái thứ hai nữa là nó không đi ra ngoài internet. Và thậm chí thiết bị của USB 10 á, nó không cần bắt internet luôn, nghĩa là bỏ luôn dây mạng ra luôn đi ha. Khỏi wifi, khỏi gì luôn. Thì thiết bị này sẽ direct trực tiếp vào trong cái bộ USB 10 để trình chiếu trong những cuộc họp bình thường. Được chưa? Bản thân nó phát là sóng wifi luôn. Vậy thì cái mục đó là cái cách thứ hai. Cách thứ nhất là gì? Hai thiết bị cùng vô mạng của Phúc An để trình chiếu là cách nhất ha. Cách thứ hai là thiết bị smartphone, laptop kết nối trực tiếp vào thiết bị. Được chưa? Vậy thì cái bài toán đặt ra là gì? Bài toán đặt ra là lúc đó cái điện thoại hoặc là smartphone, laptop mình á kết nối vào trình chiếu thì không lên mạng được. Bởi vì wifi của mình đang bắt wifi của nó rồi, đúng không? Vậy thì MacBook nó mới chạy với dual mode á, wifi để làm gì? Và nó giải bài toán bằng cách là thiết bị của mình bắt thiết bị USB 10 bắt wifi của Phúc An và smartphone hoặc laptop bắt wifi của USB 10 phát ra. Thì lúc đó vừa có thể trình chiếu direct được, không cần qua cloud, và cái thứ hai nữa vẫn có thể lên internet bình thường. Thì đi sâu vào cái việc mà trình chiếu không dây thì mình mới thấy được là nó sẽ có rất cái nhiều cái đặc điểm, cái value mà nó hay ha. Chứ còn những hiện nay mình cũng bởi vì mình có làm giải pháp đó rất là nhiều, thành ra mình cũng nghiên cứu trên thị trường một số giải pháp khác như là của Paco hay là của BenQ hay là một số giải pháp khác, thì đa số là họ sẽ trình chiếu qua dạng cloud, nghĩa là hai cái thiết bị phải cùng chung một cái network, dụng cùng chung Phúc An. Vâng. Đấy. Thì đó là cái sẵn tới đó thì mình chia sẻ luôn. Đây, tiếp theo thì ở đây là cái giao tiếp của nó ha, phía sau nè, bởi vì nó có chạy độc lập được, do vậy nó có cổng HDMI xuất trực tiếp ra TV luôn, nó có cổng audio ha, cổng LAN nè, hoặc là bắt wifi. Trong một số trường hợp ha, mình chia sẻ ví dụ như họ khách hàng của mình là nhà nước, họ muốn là không dùng Android, họ muốn Windows, ok, nó vẫn có cổng USB để thiết bị này giống như là một cái USB cao với đầy đủ tất cả các chức năng về trình chiếu không dây, nhưng mà nó sẽ kết nối với lại một cái PC. Được chưa? Đấy. Ở đây một số cái mô hình đó ha. Đây. Còn đây là những dòng sản phẩm cao hơn dành cho những phòng họp lớn hơn. À, vừa rồi thì con này thì 1080 ha. Zoom thì 12x quang, 16x số. Thì những dòng này những dòng USB cam thôi. Nhưng mà những dòng này á, tại sao những cái chỗ mình tô vàng lên là RS232? Bởi vì những cái cổng này là giao tiếp điều khiển. Thành ra khi mà một số khách hàng mình họ muốn thực hiện những cái phòng họp mà có tracking, mặc dù phòng họp họ lớn, phòng hội trường lên tới hai ba ba bốn chục hay là lớn hơn nữa cả 100 người, nhưng mà họ muốn là camera phải tracking được qua hệ thống âm thanh, thì khi mà sử dụng hệ thống voice tracking á, thì lúc đó phải có tín hiệu điều khiển qua cái cổng điều khiển này để mà tracking con camera về. Do vậy khi đó mình sẽ thiết kế một hệ thống về âm thanh hội thảo tracking và kết hợp chung với lại bộ USB 10 hoặc B20 của MacBook. À, thì nó có cổng điều khiển này để khi mà ví dụ anh nào đó anh nhấn nút cái mic bên dưới, hoặc là anh ở đầu xa thật xa, anh sử dụng mic anh phát biểu, thì con camera này qua cổng điều khiển này nó nhận được, nó nhận được tín hiệu rằng nó sẽ quay về hướng đó. Thì đây là cũng là một trong các cái video của cái sản phẩm.
Dĩ nhiên những cái hãng khác nó vẫn có chứ mày, không như Apple đều có cao 540 có hết, nhưng mà về cái giá nhưng mà về cái giá thành chắc chắn nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ví dụ con này hiện nay trên giá mà hiện nay mình đang để đại lý nó tầm độ khoảng 600 đô thôi. Thì mình đảm bảo rằng so với những dòng như Cam 520 Pro hoặc Cam 540 thì giá thành nó rẻ hơn nhiều lắm. Còn lại ở đây là có dòng Cam 4K ha, tương tự như vậy. Thì Cam 4K này á, nó về góc nhìn rồi về chất lượng thì mình nói ha, cũng có tương tự, nó có cổng RS232 và có luôn cả cổng RS485. Ngoài ra thì mình sẽ control qua cổng C45 để mà qua web tool thì control nó. Đồng thời á, ở đây con Cam này nó có một cái điểm khá hay nè, là phía sau nó không chỉ xuất ra cổng USB mà nó có luôn cả cổng HDMI và 3G SA, nó xuất hình trực tiếp luôn. Để làm gì? Để cho cái việc mà mình này mình bán thực tế rồi ha, rất nhiều khách hàng họ có những cái phòng mà họ dùng event á, hoặc là trong những cuộc họp họ để streaming, thì con này cho phép từ những cái cổng RS232 hoặc là HDMI xuất trực tiếp ra với chất lượng cao và để streaming luôn. Đấy. Thì đây là một trong các tính năng của bộ này, nó không chỉ dành cho meeting mà dành luôn cho cả cái việc là streaming lên Facebook hoặc là YouTube gì đó. Đấy. Thì vừa rồi như Phúc An có sử dụng bộ con này rồi nè. Vâng. Còn đây là cái một số hình ảnh ha. Có B20 thôi. Này thì một số hình thiết kế cơ bản thôi. Đây thì một số mô hình ha. Sẽ sử dụng Bluetooth mic nè cho những phòng họp khoảng 15-20 người. Này, Cam ha. Ở đây thì mình có màn hình tương tác hoặc TV hay projector ha. Thì khi mà sử dụng màn hình tương tác của Microsoft á, thì nó có một đặc điểm hay á, thì trên đây nó có cam luôn. Nếu anh em sử dụng màn hình tương tác của Microsoft cho meeting thì nó có cam 4K, nó có mic, có speaker luôn. Do vậy nên là khi mà dùng giải pháp màn hình tương tác của Microsoft á, thì gần như nó sẽ thiết kế cho những cái phòng họp ví dụ như chụp 15 người là đặt đúng cái màn hình là đủ, khỏi cần thêm gì hết. Vì trên màn hình nó tích hợp luôn cả cam 4K, smart cam và auto framing, nó tích hợp luôn 6 microphone trên đó, nó tích hợp luôn cả speaker luôn, và speaker tới 40W, nghe nó to gấp đôi TV. Tất cả mọi thứ trên đó chạy Android hoặc là Windows. Thành ra là với những phòng họp mà khách hàng đối tác mình dùng màn hình tương tác của Microsoft á, thì gần như là họ không cần phải dùng tới những cái thiết bị ngoại vi bên ngoài. Còn ví dụ như những phòng họp họ lớn hơn, họ dùng màn hình tương tác tới 86 inch, thì cái người ở xa quá có thể họ không nói lớn hơn được, thì chỉ cần mua thêm cái một cái con hai con mic BM21 nó pair với màn hình tương tác là xong, đặt lên bàn đó họ sử dụng thôi. Cam cũng vậy ha. Đấy. Sử dụng sẵn là những cái smart cam rồi, sử dụng có sẵn loa rồi. Đấy. Lúc này chỉ cần mở rộng thêm cái mic nữa là xong. Đấy. Thì với những giải pháp màn hình tương tác của Microsoft thì nó sẽ giúp ích cho cái việc là cái phòng họp còn càng ngày nó càng hiện đại hơn nữa. Đấy. Còn đây là những cái giải pháp cho phòng hội trường ha. Trường lớn. Thì ở đây mình thiết kế là cam B10, B20 đều được ha. Ở đây anh em thấy nó có một cái bộ sản phẩm này. Đây gọi là bộ thiết bị trình chiếu không dây chuyên nghiệp ha. Thì trong tất cả các phòng họp mình đều thiết kế cái phòng này được, cái thiết bị này được hết. Ví dụ như những phòng họp khoảng 10-20 người, mình muốn không dây luôn ok, mình thiết kế thêm bộ này vào, gắn vào trong màn hình là xong. Và toàn bộ chức năng trình chiếu không dây cũng giống y chang như CS10 hồi nãy hãy chia sẻ. Nhưng mà cái bộ này nó chuyên dụng, thì do vậy khoảng cách trình chiếu lên tới 30 mét. Thứ hai nữa là anh em thấy đây á, nó có một cái gọi là cái bục phát biểu điện tử mà hồi nãy mình chia sẻ nè, B22MB nè. Đấy. Thì đây là cái bục phát biểu và nó cũng sử dụng để trình chiếu không dây lên trên màn hình luôn. Cái thứ ba nữa là anh em thấy cái bộ màu YC21 nè. Đây là một hệ thống loa cột dùng Bluetooth hoặc là cáp tùy mình ha. Nhưng nếu mình dùng chung với lại hệ thống ở đây, bởi vì các bạn vẽ là chung với lại hệ thống thanh hội trường. Còn nếu mà dùng chung với hệ thống của Microsoft, mình linh hoạt thôi. Nếu mà dùng với hệ thống Microsoft thì nó sẽ auto tích, nó sẽ bear lại màn hình LED này ha. Và lúc đó nó sẽ phát loa. Và một cặp loa này là khoảng 8 x cho 32 x cho 2. Thì một cặp loa này hơn 500W. Đấy. Và sử dụng luôn cả mic cầm tay không dây. Ở trên cái bục giảng BM2 này anh em thấy nó có hai cái mic không dây có sẵn luôn ha. Đấy. Và cái loa này chính là cái loa YG21 á, nó hay chỗ là nó là loa công suất. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là amplifier nó đã tích hợp sẵn. À, nó không cần phải sử dụng một hệ thống trong đó có amplifier, có bộ trụ mic gì nữa. Nó đầy đủ hết ở đây rồi. À, nên là Bluetooth là phát ra thôi. Và cũng nhiều người hỏi mình là như vậy thì cái loa nghe nó không hay. Thì cũng chia sẻ với anh em luôn.
bởi vì cái loa này là cái loa công nghệ cao, do vậy nên là 8 cái loa mini trong trong từng cái thanh này nè, mình có thể sử dụng cái phần mềm Dante. Nếu anh em nào có rành về audio thì sẽ biết cái phần mềm đó. Mình có thể control từng cái loa trên đây để làm sao được ra được hệ thống âm thanh nghe nó êm ái, nó hay nhất. Đấy, nó không chỉ đơn thuần là một cái loa rất rất là bình thường như cái loa dùng như của toa, dùng BS130 hay là VKT đó, vì vậy thì ở đây cái loa này nó cho phép mình control từng cái loa con ở trên đó để ra được âm thanh mình nghe cái phòng hội trường mình ok nhất. Đấy. Ở đây thì mình có thiết kế một số cái phòng họp tiêu chuẩn cơ bản ha, dù như là lớn nè, vừa và nhỏ, cá nhân này, thì qua các cloud thôi. Đấy. Còn đây là cái giải pháp trình chiếu không dây chuyên nghiệp ha, bởi mình có giải pháp này đi kèm theo với lại những cái thiết bị của mình. Thì tất cả hệ điều hành kết nối qua thiết bị qua wireless ha. Và cái bộ thiết bị này chỉ cần đặt phía sau cái màn hình thôi, dù TV, desktop hay LCD, LED đó. Và toàn bộ sẽ trình chiếu không dây. Qua giao tiếp vào cổng HDMI, em thấy trên này nó có hai cổng HDMI. Và RAM nó 4GB. Cho phép 4 thiết bị cùng trình chiếu cùng lúc. Đấy. Thì cái bộ này mình đang phát triển rất là mạnh mẽ cái bộ này. Bởi vì những cái dòng sản phẩm tương đương như cái bộ sản phẩm mình á, giá thành nó cao khoảng gấp 3 lần. Thì cái định hướng của OneHealth là gì? Là mình muốn làm một cái chiến lược giá thành làm sao gần gũi với người dùng. Và một cái chiến lược làm sao cho phổ biến được trên cái diện rộng. Và bán được số lượng ở một cái mức độ lớn. Để cùng với các partner của mình có thể chiếm lĩnh được cái thị trường. Do vậy nên là mình định giá về sản phẩm á. Mình không định giá nó là một cái thị trường ngách nữa. Bởi vì trước đây những hãng khác như Poly, như Cisco họ đều định giá hệ thống video conference là thị trường ngách. Họ làm theo từng dự án và họ tính luôn mặt sinh trên từng dự án đó. Nhưng mình làm mắt thấp thì mình xây dựng một cái chiến lược về channel. Do vậy nên mình định lượng theo là cái volume của thị trường. Và mình hiện nay mình cũng chia sẻ với anh em luôn là mình đang xây dựng gần như là một cái hệ sinh thái riêng của mình luôn. Gần như các cái giải pháp mình đang đi thiết kế, mình tư vấn, gần như là chưa bao giờ mình đụng một cái giải pháp nào của Poly, của Aver hoặc là của những thương hiệu khác. Bởi vì những cái mà mình đang thiết kế cho khách hàng của mình á, gần như là nó rất là đặc trưng. Các giải pháp về không dây, về màn hình tương tác, về thiết bị video conference đó và chạy rất linh hoạt. Và khách hàng của mình gần như là họ hỏi Poly hay đó thì người ta cũng có. Ví dụ vậy. Thì mình đang xây dựng một cái hệ sinh thái như vậy và giá thành gần rất là cạnh tranh. Một cái bộ như thế này giá cho đại lý khoảng hơn 9 triệu. Trong khi Baco có một cái bộ tương tự như vậy họ bán đại lý khoảng 27 triệu. Baco thì anh biết thì cũng làm mấy lần khá là đắt, giá cao. Hoặc là bên kia thì một bộ tương tự như vậy khoảng tầm 21 triệu giá đại lý nha. Đấy. Trong khi cái giá end user của mình á còn rẻ hơn cả cái giá mà tất cả đại lý nhập vào. Và mình cam kết luôn trong vòng 24 tháng hư mình đổi luôn. Bởi vì sản phẩm mình cực kỳ chất lượng. Đấy. Hoặc là những cái giải pháp về cam hồi nãy hãy chia sẻ cũng vậy ha. Dùng một con bộ Eagle i4 USB của Polycom thì họ bán đại lý đâu đó tầm khoảng chừng 19 cho tới 25 triệu tùy vào thời điểm. Nhưng mà cam Full HD dùng 12X thì cái bộ cam của mình chỉ hiện nay bán đại lý khoảng 600 đô, khoảng hơn 13 triệu. Tương tự như vậy, ví dụ như con cam 520 Pro của Aver thì nó nằm đâu đó cũng khoảng tầm 17-18 triệu vậy đó. Thì tương tự như vậy mình cũng bán giá rẻ hơn rất là nhiều. Nghĩa là cái giá mà hiện nay tất cả đối tác của mình muốn là gì? Cùng với đối tác để phát triển một thị trường và người dùng á, có thể bán ở một diện rộng luôn. Anh em có thể bán theo cái số lượng theo từng tháng để làm sao cho phủ được cái thị trường và mình làm thị trường nó càng ngày nó còn tốt hơn. Bởi vì mình tin tưởng á, là thông qua cái việc bán này nè, thì mỗi cái đối tác của mình không chỉ bán sản phẩm video mà còn bán rất nhiều dịch vụ đi kèm theo. Ví dụ như anh em bán về CCTV, anh em còn làm những cái giải pháp khác. Nhưng mà có những cái khách hàng rất là lớn mà vì một cái dự án đầu tiên mình tiếp cận là dụ như Poly hay là một giải pháp nào đó, mình không vào được á, thì cuối cùng mình không bán được những cái giải pháp khác của mình. Mình không có những cơ hội để mà mình giới thiệu những cái giải pháp mà hiện nay là thế mạnh của mình. Ví dụ như một giải pháp về server cloud chẳng hạn, hay là một giải pháp Phúc An chẳng hạn. Thì với những giải pháp này mình mong muốn là gì? Anh em có thể cái tập khách hàng của đối tác mình đó, nó lớn lên ha. Cái hệ sinh thái nó lớn lên, cái tập khách hàng lớn lên thì anh em có rất nhiều cái cơ hội bán hàng và khai thác trên tập khách hàng đó. Thì đó cũng là một trong những cái value mà hiện nay mình đang hướng tới để cho các đối tác của mình. Còn đây là các cái giải pháp này mình tương tác ha.
Đấy. Thì anh em có thấy đó, nghĩa là trong các giải pháp của anh Hấp thì hiện nãy giờ mình có chia sẻ về câu chuyện về các giải pháp về video, về trình chiếu không dây, về các thiết bị âm thanh này kia cho phòng. Thì bên cạnh đó thì họ cũng phát triển những cái giải pháp về màn hình tương tác phục vụ cho những cái phòng meeting, và mình cũng làm theo cái dạng channel luôn. Do vậy cái giá thành mà hiện nay mình đang làm vào màn hình tương tác đó, nó rẻ hơn khoảng chừng 20 tới 30% so với những thương hiệu khác. Thật ra câu chuyện rẻ hơn ở đây là gì? Đó là bởi vì hiện nay những cái giải pháp của những cái màn hình tương tác của những hãng như là Samsung hoặc là của ViewSonic hoặc gì đó, thì họ đa số họ làm theo dạng dự án, và họ tập trung vào trong cái nhóm khách hàng là giáo dục. Do vậy á là và những cái nhà nhập khẩu gần như là họ làm dự án luôn, cái họ làm trực tiếp enduser luôn về các dự án về giáo dục luôn. À, nếu anh em có tham gia thị trường đó thì chắc anh em cũng biết một số cái đối tác lớn, như là ví dụ như là hiện nay Sao Mai thì họ làm Inno hoặc là Lucibuy. Đấy. Thì họ làm rất là nhiều, nhưng mà đa số là họ sẽ đi trực tiếp lại end-user. Và hiện nay đấu thầu online hết, do vậy nên là cái mức discount nó cho đại lý của các đối tác đó nó cũng khá là khiêm tốn. Và bên mình thì mình chỉ tập trung vào đại lý thôi. Mình có thể đi chung với đại lý về end-user để mà tư vấn, nhưng mà gần như là mình sẽ giảm sâu giá để tất cả anh em chiến. Đấy. Đó là về cái định hướng của mình, chứ mình không có làm các khách hàng về end-user. Đấy. Cái nhất cái thứ hai nữa là mình cũng đã định giá về những dòng sản phẩm bán channel là cái gì, và dòng nào là dòng để cho anh em chiến dự án. Cũng có những cái dòng dành cho giáo dục thì ở đó anh em sẽ làm theo cái dạng dự án ha. Dĩ nhiên mình vẫn hỗ trợ tá giá rất là tốt, nhưng mà giá gần như nó không bất đích, mà nó để kính giá cho tất cả anh em về thiết kế, và có rất là nhiều cái key trên đó để mà anh em kỹ thuật có thể là nghiên cứu và làm cho đưa vào trong các cái dự án. Còn những cái dự án, còn những cái đơn hàng bán bình thường bán lẻ thì nó đã có sẵn cái quy định về giá thị trường rồi, và mình đảm bảo là tất cả đối tác của mình hợp tác á, thì bán hàng không giờ margin dưới 35%. Vì mình mong muốn là về lâu về dài anh em phải có margin ổn định phải 35% trở lên. Gần như là những đối tác mình hiện nay làm thì margin phải 50-60% hết, ngay cả bán lẻ luôn. Bởi vì cái giá thành mình đang xây dựng á, mình chấp nhận câu chuyện là mình bán một số lượng rất là lớn với một cái mức margin nó thấp, nhưng mà ngay cả cái giá anh em đã margin 50% 40% rồi thì vẫn còn rẻ hơn rất nhiều thương hiệu khác với cái giá mà anh em nhập vào. Đấy. Nghĩa là anh em bán một mức giá ở một margin đó, bán lẻ một cái gói hàng dù 50 triệu 30 triệu thì giá mà anh em đang bán trên sale nó vẫn còn rẻ hơn rất nhiều so với giá anh em nhập vào ở một cái thương hiệu khác, và đã đảm bảo được cái margin 35 40 50% rồi. Thì mình đang xây dựng theo cái hướng như vậy. Thì ở đây nói tiếp về mình tương tác thì riêng Mashup nó có tới 4 series. Ở đây thì mình sẽ nói về 3 series cho phòng họp, trong đó là dòng C, dòng V và dòng T ha. Thì cái này thì về đơn giản thôi, nó chỉ khác nhau là về cam hoặc là về cái công nghệ touch cũng như là Android. Thì ở đây là số Android 9 chấm và RAM 8 GB. Còn các công nghệ về touch á, thì nó sẽ đi sâu hơn, thì lát nữa bạn kỹ thuật các bạn sẽ nói sâu hơn về câu chuyện đó. Nó có những ứng dụng gì trên đó. Dĩ nhiên là thứ nhất nè, về cái việc anh em mình họp hành với nhau xong á, mình chỉ cần quét mã code một cái là dữ liệu nó sẽ đẩy về email, hoặc là mình có thể lấy dữ liệu thuyết trình từ Google Drive trên đó hoặc là OneDrive trên đó. Rồi trong quá trình vừa video conference mình có thể viết vẽ trực tiếp trên cái file slide mình đang thuyết trình luôn. Đấy, thì nó có rất nhiều ứng dụng đó, nó thay thế cho TV, nó thay thế tất cả những thiết bị trong phòng họp như là TV, như là bảng trắng, như là cái bảng kết kia, thì với một hình tương tác thay thế hết những cái việc đó, và thay thế luôn những cái thiết bị ngoại vi cho video conference luôn, có đầy đủ cam, mic, loa trên đó đầy đủ hết. Đây. Đây. Các cái cloud ha, nó có thể kết nối vào được. Còn đây là một trong các cái phòng hội trường của Mashup, và cái phòng hội trường này họ thiết kế cũng hoàn toàn không dây luôn ha. Từ cái loa Bluetooth này, cặp loa lớn nè, kết nối với cái màn hình qua Bluetooth để phát ra loa. Cái bộ phát biểu đồ điện tử thông minh này chạy Android, Windows, cũng là trình chiếu không dây, mic không là trình chiếu không dây để đưa lên màn hình, cũng là microphone đa hướng không dây. Và đặc biệt cái bục này nó thể nâng lên hạ xuống được ha, tùy vào cái chiều cao của người. Được chưa? Đấy. À, tương tự với lại một cái thiết kế khác ha, tương tự như vậy. Đấy. À, đây là hình ảnh của một cái việc họ lắp một màn hình LED ha, rất là đơn giản.
cái màn hình LED của MacBook nó đặc điểm nó hay là gì, nó là LED all in one, nghĩa là tất cả những cái phụ kiện mà lắp LED trước đây á nó đều đã tích hợp sẵn từ cả tín hiệu cho tới bộ nguồn điện hết. Cái thứ hai nữa là bởi vì nó là LED all in one nên là cái độ dày của màn hình nó chỉ 3 cm thôi, cực kỳ đẹp như là một màn hình TV. Và thứ ba nữa là tích hợp luôn hệ hoàn Android và tích hợp luôn cả trình chiếu không dây cho nó luôn, nên là khi những phòng hậu trường lớn mình lắp lên xong là mình dùng trình chiếu không dây luôn, không có đi cáp gì nữa. Khi lắp xong thì mở lên nó sẽ có giao diện Android nha. Đấy, mình có thể vào hệ điều hành nó hoặc vào web browser và chạy YouTube được. Thì với cái công nghệ LED như vậy á, thì nó phục vụ cho những cái phòng hội trường cực kỳ đỉnh. Thành ra mình sẽ thiết kế được những cái phòng hội trường màn hình lên tới là màn hình LED lên tới 4K. Còn đây là cái bục phát biểu điện tử thông minh ha, nó phục vụ luôn cho những cái phòng hội trường. Thì cái bục này nó có hai phần, chân đế và cái phần bục ở trên. Với những cái đối tác khách hàng của mình á, mình linh hoạt ha, họ có cái bục gỗ rồi á, họ mua cái bục này giá cao quá, ví dụ như là chi phí họ kêu ok thôi, anh có bục gỗ rồi thì mình có thể bán cái phần ở trên được ha. Và ở trên là một cái chạy luôn cả Windows, chạy Android trên đó luôn, và test trên đây mic vẫn nói chuyện bình thường, đặt lên trên cái bục gỗ và phát biểu thôi. Đấy, đây là hệ thống loa ha và mic không dây ha. Anh em đây nó có 8 mic con ha, dùng cái phần mềm Dante để mà quản lý những cái mic này. Mình sẽ control được cái chất lượng của từng mic trên đó về công suất này kia các kiểu. Đấy. Còn đây là giải pháp về giáo dục ha. Thì hồi nãy Hải có chia sẻ đó, đây là một màn hình LED chuyên dụng của MacBook dành cho giáo dục ha. Đây. Thì nó sẽ thay thế cho ví dụ như là computer, speaker, whiteboard, project gì đó. Thì toàn bộ nó thay thế bằng cái màn hình LED. À, một cái màn hình tương tác của MacBook. Đấy. Và trên đây nó có rất là nhiều cái phần mềm cho giảng dạy ha. Ở đây anh em thấy nó có phần mềm EasyNote 5 ha, để mình tô vàng lên tí xíu. Đây. Thì nó có những cái phần mềm này vừa soạn bài, trong đó nó có rất nhiều cái bài học mẫu, rồi soạn bài, rồi những cái môn học như địa lý, sinh học, toán học, văn học, âm nhạc hay là anh văn gì đó, nó có đầy đủ tất cả đó để dành cho những lớp lớp học ha. Và kết hợp chung với lại những cái thiết bị video conference ha, thì nó sẽ giúp ích cho những cái phòng học online. Ví dụ như màn hình tương tác này kết hợp là UCS 10 hoặc là những cái bộ Bluetooth mic chẳng hạn. Đấy, thì nó vừa sử dụng vừa cho lớp học tại chỗ và vừa lớp học online luôn. Đấy. Còn đây là một số cái thông tin của hãng ha. Về tập đoàn. Đây. Thì tập đoàn MacBook á thì cũng chia sẻ với anh em luôn, thì tập đoàn công ty mẹ ở Hồng Kông, nhưng mà chỉ có nhà máy ở Trung Quốc. Thì cũng khá nhiều anh em khi hợp tác với mình, họ cũng có hỏi về vấn đề về làm dự án nhà nước như thế nào. Thì mình cũng chia sẻ với anh em yên tâm cái câu chuyện là gì. Thứ nhất là riêng về những cái giải pháp trước đây mình có làm thì mình cũng có biết, nhưng mà không biết bây giờ họ đã thay đổi chưa. Thì riêng của MacBook thì sản phẩm MacBook đều có giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy, nghĩa là mình đều đăng ký ở Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép lưu hành. Khá nhất do vậy nên mình yên tâm về vấn đề về lưu hành. Cái thứ hai nữa là về tập đoàn của MacBook thì nó là một công ty trên sàn chứng khoán và trên toàn cầu, chứ nó không phải là một cái doanh nghiệp mà nội bộ Trung Quốc ha. Thì nó có những cái văn phòng ở Âu, Mỹ, Á, gần như tất cả các nơi. Thì ở đây là một trong các cái clip mà vừa rồi MacBook họ welcome năm mới ha. Thì anh em thấy luôn là các cái văn phòng của họ ở các nước. Đây ở Úc ha. Đây là Merry Christmas, Happy New Year đây. Pháp. Nhật.
Anh Hưng đúng không em? Anh cũng phải là anh sản xuất anh Hưng. Đấy, thì mình cũng có đây là cái head office của tập đoàn Schneider ở Hồng Kông. Còn lại thì các cái thương hiệu nhà máy thì đa số là ở Trung Quốc. Đây. Thì trong cái hình của tập đoàn á, các anh em cũng sẽ thấy qua cái hình ảnh này nè, mình sẽ thấy được họ tập trung vào cái gì. À, cái hình thứ nhất á, đó là cái giải pháp về telehealth. À, thì mình thấy nó có rất nhiều giải pháp về telehealth. Mà ở Việt Nam mình bởi vì nó cũng chưa có phát triển nhiều quá. Thì mình cũng chưa có giới thiệu nhiều tới anh em, mình chỉ làm một số dự án trọng điểm thôi. Thứ hai nữa đây là giải pháp về giáo dục ha. Thì hiện nay mình cũng đang làm khá mạnh về giải pháp giáo dục. Thứ ba nữa là các giải pháp về meeting đây. Đây. Thì các giải pháp về phòng họp ha. Đây. Thì trong các cái mô hình của Mathup á, ở đây nó có rất là nhiều cái hình ảnh ha. Đây. Thì họ sẽ tập trung vào trong các những cái giải pháp đó. Thì hiện nay ở Việt Nam mình thì khá mạnh về các giải pháp về meeting và giải pháp về giáo dục. Còn về telehealth thì mình cũng làm một số dự án trọng điểm nhưng mà nó thuộc nhóm dự án mà nó không nhiều. Thì mình cũng chưa có giới thiệu nhiều tới tất cả các đối tác của mình về các món dự án đó. Nó chỉ có một số đối tác nó khá đặc thù của mình thôi. Ok, Đắc Hải chia sẻ nhanh như vậy, wow, nhanh cũng hết tiếng rồi. thì chỗ bạn Điền với lại cái team thuộc bên mình đó, chắc sẽ trao đổi thêm chỗ anh Nam với lại các bạn ha. Thì bên em mình trao đổi thêm cho nó chi tiết hơn về các cái công nghệ cũng như là cái cách mà mình vận hành đó. Thì OneTel cũng đã làm sẵn hết tất cả các cái file tài liệu, thứ nhất là về file brochure này. Brochure thì trong đó brochure từng sản phẩm như là brochure chung để nấn. Cái thứ hai nữa là file thuyết trình PowerPoint. Như mình vừa thuyết trình, cái file vừa rồi của mình là file chung thôi. Trong đó nó còn một loạt các file khác về các cái mô hình. Về các cái cách đấu nối trong từng sản phẩm. Cũng PowerPoint luôn. Cái thứ ba nữa là các cái file mô hình thiết kế như trong cái slide có một số mô hình đó. Thì bên mình cũng vẽ rất là nhiều mô hình như vậy. Cái thứ tư nữa là mình có luôn các cái file dành cho cái nhóm education, giáo dục. Đấy. Cái thứ năm nữa là bên mình có những cái video clip các bạn review từng sản phẩm và cách hướng dẫn sử dụng từng cái giải pháp. Ví dụ như cái giải pháp mà dùng 2 cam á, trên một cái thiết bị á, thì cũng đã có cái video clip ở trên cái YouTube của OneTel. Và cái thứ sáu nữa là bên mình á, có cái chiến lược là sẽ online training hàng tháng để cập nhật cho các đối tác của OneTel ha. Đấy. Hàng tháng thì cái vào nửa tháng thì mình có theo chủ đề, một năm sẽ có khoảng 12 tới 20 chủ đề. Có tháng thì nhiều hơn. Đấy. Thì có khi á, là training về kinh doanh, nhưng có khi là kỹ thuật thì sẽ đi sâu hơn. Anh em kỹ thuật sẽ ngồi lại với nhau, sẽ đi sâu hơn, có những cái gì đó hay đó, thì mình sẽ trao đổi với nhau. Đấy. Có những cái testing hoặc là những firmware mới hay gì đó thì đa số các anh em sẽ cùng nhau để mà cập nhật những cái đấy. Đó là về online. Về offline thì thật rất ra mình rất mong muốn làm offline nhiều hơn online, nhưng mà về trong điều kiện này thì bắt buộc phải làm online thôi. Còn riêng tháng 4 thì bên mình làm 5 cái event workshop
từ Cần Thơ ra tới Đà Nẵng, và đa số là mình hỗ trợ cho những cái partner của mình để làm. À, liên cái 28/4 thì mình tự làm để lon chinh ngoài đó. Còn 4 cái event còn lại thì gần như là hàng lúc nào cũng trên một xe tải và anh em đi chung với các partner để hỗ trợ. Bởi vì bên mình quan trọng của bên mình là đồng hành cùng với là các partner để làm thị trường, để phát triển thị trường. Do vậy nên là mình sẽ làm những cái workshop, những cái event để mà cùng với partner giới thiệu những cái giải pháp công nghệ ra chung với lại partner của mình để cùng hướng tới là ok, khách hàng mình có những cái trải nghiệm. Và trong những cái buổi workshop đó thì bên đây cũng bên Hải cũng rất là chú tâm tới cái vấn đề về nhân sự con người, mình cũng sẽ cùng với anh em làm. Cái hai hàng hóa thì gần như bên mình sẽ mang đầy đủ tất cả hàng hóa, mà những cái giải pháp mà hiện vừa rồi Hải gửi á, từ màn hình LED, bên đây có những cái màn hình LED mà mình nhập về để demo nó lên tới khoảng chừng 1 tỷ màn hình LED á. Bởi cái màn hình LED giá trị nó cao lắm. Rồi những cái loa, cặp loa như vậy, rồi màn hình tương tác. Màn hình tương tác thì mình có cả ở Hồ Chí Minh mấy cái để demo và ở Đà Nẵng cũng có luôn. Đấy. Rồi những cái giải pháp, những cái thiết bị về Android thì cực kỳ nhiều. Thì trong những cái event workshop như vậy, mình sẽ mang đầy đủ tất cả những cái giải pháp công nghệ của Quantum để mà giới thiệu cho tới các khách hàng của mình. Còn ví dụ như là những cái workshop mà chuyên ngành, ví dụ như về giáo dục, y tế, thì mình sẽ mang những cái thiết bị nó chuyên nghiệp hơn, tập trung vô trong đó để làm. Đấy. Thì đó là cách mà hiện nay mình đang thực hiện chung với lại đối tác của mình. Ha. Thì cũng chia sẻ với anh em luôn là ở Hà Nội á, thì bởi vì trước đây thì mình làm trong cái giới video conference cũng lâu năm, thì thật ra một số doanh nghiệp mà họ làm video ở Hà Nội lớn á, thì mình cũng có biết, như là Logitech hoặc Anemac, không biết anh em có biết mình đấy không? Thì gần như là mấy anh chị mà lãnh đạo đó cũng là bạn của mình cũng nhiều. Rồi Sunmia, Vinatel ngoài đó, hoặc là những cái doanh nghiệp như là Nhất Nam hay là một số công ty lớn ngoài đấy thì làm về video, ngay cả như Viettel hay là VNPT thì mình cũng có biết nhiều. Nhưng mà mình cũng chưa có dịp để mà ra Hà Nội trong cái đợt mà vừa rồi á, để mà ra trước đó một vài lần thì cũng có câu chuyện thôi, chứ cũng chưa có đi sâu chi tiết vào trong cái đề hợp tác. Đấy, thì mình cũng muốn loan trên một cái event lớn ngoài Hà Nội để mà gặp gỡ giao lưu với lại các đối tác, cũng như là mình muốn có một đối tác lớn ngoài Hà Nội để mà cùng với mình á, sau này cover được cái thị trường ở phía Bắc ha, để cùng nhau mà phát triển ngoài đó. Đấy, và cái plan của mình dự kiến đúng lẽ ra là tháng 5 là mình mở một cái đội ngũ. Hiện nay thì đội ngũ có rồi mà mình chưa có một cái văn phòng chính thức nào ở đấy. Nhưng mà nó dịch thì mình cũng dừng lại. Nhưng mà chắc chắn là hết dịch thì trong đây cuối năm mình sẽ mở một cái office chính thức ngoài đó. Còn đội ngũ hiện nay thì ngoài đó có một hai bạn kỹ thuật, thì bạn cũng làm việc online thôi để hỗ trợ cho anh em thôi, chứ cũng chưa có một office chính thức. Đấy, thì mình muốn kết hợp với lại một đối tác ngoài đó để cùng nhau mà phát triển cái thị trường ở ngoài Bắc. Đấy. Thì qua câu chuyện đó thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em về cái định hướng cũng như là cái mục tiêu mà hiện nay Mathup đang làm. Vì hiện nay sắp tới thì còn nhiều cái công nghệ Mathup mà họ đang ra những dòng sản phẩm mới. Nó không chỉ là dành cho cái vấn đề về meeting, mà nó còn có những cái giải pháp về display, rồi những cái giải pháp về telehealth mà nó rất là thiết thực. Rồi những cái sản phẩm về công nghệ video conference, nó ra những cái dòng sản phẩm khác. Ví dụ như Bluetooth Mix đi, thì dự kiến là khoảng tháng 8, tháng 9 đó, nó có thể pair một lúc 5 cái. Ví dụ vậy. Để mà dành cho những cái phòng lớn hơn. Và toàn bộ là không dây hết. Và những cái dòng sản phẩm mà cam mà Bentley Zoom á, như nãy Hải có chia sẻ, B10, B20 á, thì dự kiến trong tương lai, như B20 có cổng HDMI, thì dự kiến trong khoảng quý tư thì nó cũng sẽ tích hợp luôn công nghệ trình chiếu không dây luôn. Nghĩa là lúc đó là con cam đó nó xuất thẳng ra cái màn hình. Bình thường thì họp trực tuyến thì cuộc họp, còn mình trong trường hợp mà để sử dụng cho họp offline á, thì từ cổng HDMI đó cắm thẳng cái TV và sử dụng trình chiếu không dây luôn. Đấy. Thì cái đó là cái hướng mà hiện nay họ đang làm, nó khá là phù hợp với lại những cái thị trường của mình. Còn về giá thành cũng như là cái thị trường Hải có chia sẻ rồi ha, là mình định nghĩa mình thay đổi cái mindset mình để làm sao mình có một cái volume thị trường lớn hơn và tiếp cận với người dùng nó dễ dàng hơn. Đây. Từ những cái tập khách hàng nhỏ nhất cho tới những cái tập khách hàng lớn nhất, anh em mình sẽ chiến được hết. Ok, chắc cả Hải nghe ý kiến của anh Nam với anh em đi, bởi vì mình dành nói nhiều quá. Không, vấn đề gì, thực ra là đây là cũng là sản phẩm mới, thì thực ra là bọn em cũng đang chưa được triển khai nhiều, nên là cũng đang muốn nghe anh nói về các cái giải pháp để xem nó sẽ có gì nó khác biệt nhiều với những cái dòng sản phẩm mà bọn em đang triển khai mà. Thì, mình nghe nè.
À, thì như là cái mock-up này thì em có cũng có một vài lần cũng có xem qua, cũng đang thấy nó khá là hay đấy, thì chắc là cũng phải nhờ đến anh kỹ thuật anh ấy chiến binh cho sâu hơn một chút về những cái giải pháp ví dụ như là hai camera trong cái phần mềm chẳng hạn, hoặc là một số cái giải pháp về kết hợp với âm thanh nữa. Thì thôi. Alo. Vâng. Dạ. Nghe rõ anh ạ. Thì hồi nãy giờ là anh Hải đã giới thiệu sơ qua các giải pháp, thì bây giờ em đi sâu vô từng giải pháp nha. Thì Vâng. Mockup có cung cấp cho chúng ta giải pháp là từ dành cho cá nhân cho tới những phòng họp lớn, những phòng hội trường. Thì trên tay em á là đây là một con USB cam. USB cam UC Còn bên tay phải em là một con UC VK21. Thì hai cái dòng sản phẩm này được dùng chủ yếu dành cho người dùng cá nhân hoặc là những cái phòng họp mà có số lượng người tham dự thấp từ 5 tới 7 người. Thì ở trên màn hình đó là cái mô hình giải pháp mà tụi em đã vẽ ra. Và đây là mô hình kết nối. Mình sẽ kết Vâng. nối một sợi dây USB đến cổng USB của mini PC hoặc laptop, sẽ đặt sau ngay đằng sau màn hình và sử dụng một bộ loa và mic không dây BM21. Đây là bộ loa và mic không dây BM21. Cái thiết bị loa và mic không dây này kết nối hoàn toàn là không cần dây. Nó có một cái dongle nhỏ như vậy, Vâng. dạ, là mình cắm trực tiếp vào PC hoặc laptop là nó sẽ tự nhận tín hiệu của thiết bị. Một cái sản phẩm mà nó rẻ hơn cái thiết bị B21 đó là thiết bị BM21E. Thì cái sản phẩm này á cũng là kết nối không dây nhưng mà nó không có đi cái dongle, mình sẽ kết nối ra bằng tín hiệu Bluetooth từ trên laptop đến với thiết bị loa mic này luôn. Nó sẽ là bớt đi cái đồng hồ, giá thành của nó sẽ giảm đi. Đây là cái mô hình dành cho những cái phòng họp lớn hơn nữa là từ 12 tới 20 người, là bên Mắt sẽ đưa ra cái giải pháp đó là dùng thiết bị UCS10. Ở đây thì em đã cắm sẵn thiết bị lên trên cái màn hình rồi, là em chỉ cần cắm là một sợi dây HDMI tới màn hình hiển thị, cắm nguồn cho thiết bị. Thì trên cái giao diện của cái màn hình á là nó sẽ hiển thị là giao diện Android, mình có thể là mình cài app trực tiếp lên đây. Thì ở đây á các anh có thấy rõ được cái màn hình của em đang zoom tới không anh? Có Dạ. À, thì ở đây á là em đã cài sẵn những cái app mà dùng để họp tiếng như là Zoom Conference nè, Zoom nè. Dạ. Thì thiết bị là tương thích với hầu hết tất cả các app họp trực tuyến hiện trên thị trường hiện tại. Ngoài ra còn có là Webex, Microsoft Teams hoặc là Skype. Và thiết bị á là vừa có thể là kết nối bằng wifi hoặc là kết nối bằng dây lan.
Trên cái sơ đồ mà em đã show ra thì thiết bị có thể là kết nối với cái loa mở rộng BM21 bằng dongle qua thông qua cổng USB của thiết bị UC-S10. Trong những cái trường hợp mà phòng họp của mình nó dài mà cái khoảng cách thu tiếng hoặc là cái loa của thiết bị UC-S10 không đáp ứng á, thì mình có thể là sử dụng tới bộ mở rộng là BM21. Là mình sẽ cắm cổng từ cổng USB của thiết bị UC-S10, mình sẽ cắm cái USB dongle và thiết bị sẽ tự nhận cái tín hiệu của loa BM21. Thì từ một cái loa BM21 này chúng ta có thể là be với nhau thêm một cái nữa, làm cho cái tăng được cái diện tích mà sử dụng của loa mic trong một phòng họp thông qua một sợi cáp audio chuyên dụng của Markhub. Dạ, trên màn hình á thì ở đây nè. Thiết bị là vừa có thể là kết nối internet và có thể là phát ra một cái wifi hotspot cho người dùng trong phòng có thể là sử dụng cái tính năng chia sẻ không dây từ thiết bị điện thoại hoặc laptop, có thể chia sẻ không dây lên màn hình hiển thị mà không cần phải kết nối bằng dây HDMI hoặc là dây VGA. À. Đây là cái mã. Mình có thể là dùng điện thoại quét cái mã QR code này để truy cập không dây, chia sẻ thiết bị không dây hoặc là sử dụng cái mã code ở bên phía bên đây. Dạ, đối với những cái phòng họp mà nó lớn hơn á, mà một con cam thiết bị UC-S10 này không đáp ứng được thì bên Markhub có ra là trên tay em đó là con UC-B20. Dạ, đây là con UC-B20 4K, còn đây là cái cổng kết nối của nó. Vâng. Con này là hôm trước là bên em mới lấy con này đây đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đối với những phòng họp lớn á, thì mình có thể là dùng con cam UC-B20 hoặc là con UC-B10. Thì cái camera mà các anh đang thấy á, em dùng tới dùng lui á, là em đang sử dụng con UC-B10. Đây. À. Thì trong những cái phòng họp trường lớn á, là mình sẽ sử dụng con cam này kết hợp với hai cái loa BM21 để mở rộng được cái khoảng cách thu và khuếch đại được âm thanh trong cái những cái phòng lớn. Dạ, còn đây á là cái mô hình dành cho cái webcam UC-M30. Thì cái webcam này rất là đặc biệt, nó có góc nhìn lên tới 180 độ. Em sẽ gắn cái con webcam này lên và show cái hình ảnh và những cái layout cho mấy anh coi nha. Thank you.
Dạ đây là cái giao diện của cái con webcam UC M30. Thì con webcam UC M30 này á, em có thể là control của nó, control nó thông qua một cái app Panocam. Đây là cái app khi mà mình cắm cái cổng USB vào máy tính á, thì cái app này nó sẽ hỏi chúng ta là có cài lên cái máy để điều khiển không. Trên giao diện app Panocam này á, mình có thể là thay đổi nhiều layout theo cái nhu cầu của mình. Qua app rồi. Dạ. Đang em có thể là em vẽ một cái khung ra, sau đó là em sẽ di chuyển tới cái vị trí mà mình muốn. Con cam nó có chế độ là auto detect và auto tracking luôn. Thì khi mà em bật cái chế độ auto tracking á, thì cái anh kỹ thuật ở đây anh nói thì con cam nó sẽ tự động nó zoom tới ảnh. Delay của nó chắc khoảng tầm có đến 5 giây không anh? Dạ không tới. Dạ không tới anh, nó nhanh lắm anh. Bây giờ em mở thử cho anh coi luôn nha. Đây là em đang chọn tới cái giao diện mà layout thường dùng cho giáo viên, có nghĩa là cái ô màu vàng ở đây nè. Giáo viên người ta mình sẽ để là cái bảng tám. Đó, đây là cái bảng. Còn cái khung ở đây thì em sẽ vẽ. Người em ra em check qua. Bây giờ em sẽ di chuyển, nó sẽ đi theo một cái khung màu vàng thì nó vẫn cố định. Là khi người giáo viên mà trong lúc người ta giảng bài người ta đi tới đi lui á, thì trong phạm vi của con cam này có góc nhìn tới 180 độ, thì trong phạm vi của con cam thì hình ảnh của người giáo viên lúc nào cũng được hiển thị lên trên màn hình, mà cái bảng giảng dạy của giáo viên lúc nào cũng được cố định, học sinh lúc nào cũng có thể thấy được. Ok, có thể. Ngoài cái chế độ đó thì ở trên đây nó còn có nhiều chế độ khác nữa, như là chia 4 khung hoặc chia 6 khung, hoặc là chế độ body fit. Ở trên cái con camera M30 này nó có một cái nút cảm ứng nhẹ, khi mà anh vuốt trên đây thì nó sẽ tự chuyển layout. Nó sẽ tự chuyển layout. Còn anh thấy là bên em đang sử dụng là hai con cam để trình chiếu. Đây em sử dụng thông qua một cái phần mềm bên thứ ba, đó là phần mềm OBS Studio. Anh đang dùng cái Virtual Cam đúng không ạ? Dạ không, em dùng một phần mềm là OBS Studio anh. OBS Studio nó có cái nó mới ra cái Virtual Cam. Dạ đúng rồi. Thì khi mà mở tính năng Virtual Cam nó lên á thì mình mới sử dụng được cái con cam nó vô các phần mềm họp á. Hai phần mềm này. Đây là cái tính năng Star Virtual Cam á. Em đang tìm hiểu cái OBS này thôi. Dạ. Thì mình chỉ cần là mình ghép 2 hoặc 3 hoặc nhiều con cam vô, rồi tùy chọn theo cái mắt mình nhìn cái layout mà mình thích. Sau đó mình mở cái tính năng Star Virtual Cam này lên, là mình có thể là mình add cái chuột OBS này vô các ứng dụng hoặc trực tuyến. Dạ. Còn lại hoặc là cũng có thể sử dụng luôn cái dòng cam mà như anh vừa giới thiệu đúng không? Dạ. Để em giới thiệu anh một cái sơ đồ
Đây, đây. Đây là cái giải pháp mà cho các lớp học online. Thì em sẽ sử dụng là một con webcam VK21 góc nhìn 120 độ hoặc là con UC M30. Thì hai con này có góc nhìn rất là lớn, một con là 120 độ. Còn một con là 180 độ, rất là thích hợp cho giáo viên trong việc giảng dạy hoặc di chuyển liên tục. Những cái size như học sinh khác á, thì có thể là sử dụng tới cái bộ thiết bị đơn giản hơn như là con UC VK10 hoặc là con UC VK20. Thì hai cái con này có góc nhìn thấp hơn, thích hợp hơn cho những người dùng cá nhân. Đồng thời các thiết bị USB cam của Macbook có thể là lúc thiết bị nào cũng có thể kết hợp với loa mic mở rộng BM21. Thiết bị có khoảng cách thu lên đến 8 mét. Và đây là một cái giải pháp sơ đồ phòng học lớn kết nối với nhiều size khác nhau. Thì đối với những phòng học lớn á, hồi nãy em có chia sẻ là mình sẽ dùng con cam UCB20 ở đây. Con cam UCB20 kết hợp với các mini PC và sử dụng đấu nối đến các hệ thống âm thanh có sẵn ở phòng học. Những cái size nhỏ hơn thì mình có thể sử dụng bộ UCS10 và những cái webcam. Đây là trên tay em là cái bộ thiết bị chuyên dụng dành cho để chia sẻ không dây cho các phòng họp offline đây. Nó có hai cổng HDMI 1.4 và 2.0 có thể xuất ra cùng lúc hai màn hình. Cổng kết nối internet và cổng LAN. Đồng thời thiết bị là sau khi khi mà chúng ta mở thiết bị lên á thì thiết bị sẽ tự động phát ra một hotspot 2.4 và 5.0 GHz cho phép người dùng có thể là kết nối đến nó và chia sẻ không dây lên màn hình. Em sẽ gắn với bài em demo luôn nha, cái thiết bị này nha. Về cơ bản vẫn là cái bộ bay thì sẽ đặt ở chỗ màn hình, còn lại trên thiết bị thì có thể cắm một cái dongle vào để trình chiếu, đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh. Thì ngoài cái dongle ra thì mình có thể là mình tải app trên những thiết bị trình chiếu để sau khi mình có thể tải cái thiết bị để trình chiếu lên. Cái điện thoại này. Đây. Cái đó nó cùng. Kéo cái cam này vào. Cái app MacBook Share này là đây là cái app của hoặc mở lên thì mình không. Vâng, anh cứ thao tác đi ạ, em có nhìn thấy. Dạ đây là cái ứng dụng mà dùng để kết nối với cái thiết bị chia sẻ không dây. Thì hầu hết những cái thiết bị mà có hệ điều hành của MacBook á đều có tính năng chia sẻ không dây.
Ở phía trên đây á, nó sẽ hiện một cái dòng code. Thì em sẽ nhập cái dòng code đó vô cái trên cái điện thoại của em. Mượt phê đấy nhỉ? Dạ, thì cũng thấy gần như là delay nó gần như là bằng không luôn. Cái này frame rate chắc cũng phải được tầm trên 30. Em sẽ mở một cái file em lướt à, anh sẽ thấy đấy. Là cái... Thì một anh kỹ thuật nữa là cũng đang là chia sẻ một cái video clip lên à. Còn em là chia sẻ một cái file. Anh hướng dẫn giùm em điều khiển. À vậy thì nó sẽ tự động chia hai cái layout của hai thiết bị nữa. Dạ đúng rồi. Bốn cái một lúc luôn. Bốn cái. Thì thiết bị á, có thể là chia sẻ cùng một lúc. Là bốn thiết bị lên trên màn hình cùng một lúc. Vâng vâng. Ok, khá hay đấy nhỉ. Thiết bị chia sẻ là gần như là đồng thời đúng không ạ? Những cái thiết bị mà có hệ điều hành của MacBook á, như con UCS 10 nè, thì nó cũng có tính năng là chia sẻ không dây y chang như là trên con thiết bị với các bên con một. Vâng. Thì không biết là nãy giờ các anh kỹ thuật có cái câu hỏi hay có thắc mắc nào về những cái giải pháp mà em nói không, hay là những cái cách mà sử dụng những cái con thiết bị này không ạ? Buổi hôm nay thì cũng là buổi đầu, thì sau thì cũng nhờ bên anh gửi giúp em các cái file giải pháp với cả cái những cái tài liệu mà về trên link sản phẩm ấy, thì để bên em nghiên cứu thêm xem như thế nào. Dạ thì trong phần tin nhắn em có để lại cái số Zalo á, thì mấy anh có thể là cho em xin cái thông tin được không? Em sẽ kết bạn và add group Zalo thì mình kỹ thuật mình tiện trao đổi về giải pháp. Vâng vâng, xong đây thì em sẽ nhắn. Hả? 0356189. Từ 592. Ở bản thân luôn nó đông hai bản này. Em cũng có vừa add Zalo rồi, xong anh cứ để em tạo cái nhóm, em sẽ add các cái bản chân kỹ thuật bên em mà. Dạ anh Nam đúng không anh? Vâng em Nam. Dạ. Thì trên cái màn hình ở đây á, em đang là sử dụng con thiết bị UCS 10 nè, em cài app vô trên đó và em kết nối trực tiếp. À, thêm nữa nãy về dòng sản phẩm em chưa nhớ rõ lắm về dòng nào là có auto checking nhỉ anh nhỉ? Dạ đây con UCS 10 đây anh. Nó sẽ vừa có auto checking và vừa có auto framing đúng không ạ? Dạ. Và nó vừa có cả hệ điều hành để chạy Android luôn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Em mở cái tính năng auto check lên cho anh xem nha. Vâng. Thường những dòng này nó dạng tiếng dùng cao như thế này.
Nhìn vô cái màn hình vậy. Đây em đang mở chế độ auto checking á. Thì nếu mà khi mà em nói trong một khoảng thời gian từ 2 tới 3 giây thì con thiết bị nó sẽ nhận diện ai là người nói chính. Nó sẽ quay con cam về em. Và khi mà em không nói nữa thì nó sẽ lấy được cái, nó sẽ zoom ra, nó lấy khung hình hai người trong cái phạm vi mà nó bắt được. Anh nhớ trao đổi cho con cam qua kia này. Để này em nói để nó zoom qua em nha. Hello 1 2 3 4. Bây giờ em nói nó sẽ zoom tự động zoom qua em. Khi làm việc nặng nó sẽ tự động được cũng không. Nhanh. Dạ nó còn bấm đây nha. Nó sẽ nhận diện được ai là cái người phát hiện chính á thì nó sẽ quay qua người đó. Như em nhận diện được em thì nó quay qua em. Nếu mà trong phòng chỉ có một người thì không cần người đó phát biểu, chỉ cần người đó di chuyển trong phạm vi con cam á là nó sẽ di chuyển theo. Thiết bị này thì bên anh đưa ra là lắp cho phòng học khoảng bao nhiêu mét vuông nhỉ? Nó phụ thuộc vào số người tham dự nữa anh. Nhiều khi phòng học lớn mà này, chỉ có 5-6 người hoặc 10 người thì nó có thể đáp ứng được. Yeah. Phòng tầm khoảng 2-3 mét vuông là có đáp ứng không ạ? Dạ, được anh. Có nghĩa là cái khoảng cách để đến check-in tốt nhất ấy, là khoảng trong vòng bao nhiêu mét đổ lại? Ừ, 5 mét đổ lại nha anh. Check-in tốt nhất. Tại vì Zoom của nó thì chỉ là có 5x thôi anh. Vậy thì ví dụ như khi mà cắm thêm những cái mic mở rộng nữa thì cái tính năng check-in thì nó sẽ không còn nữa đúng không? Dạ vẫn còn anh. Dạ bình thường. Khi mà là anh yên tâm thì tụi em đã test rồi. Rồi nếu mà khi mà anh dùng qua thêm một cái mic mở rộng hoặc là hai mic mở rộng thì cái tính năng checking của nó là vẫn hoạt động bình thường. À và vì em lại đang cứ hiểu là nó sẽ checking qua cái mic có sẵn. Và nếu mà cắm mic mở rộng thì cũng được. Rồi. Thiết bị hiện tại những cái thiết bị Android như này thì nó chưa có hệ điều hành CarPlay, chưa có tích hợp CarPlay, nên là các ứng dụng mà mình tải về thì là sẽ tải bằng file APK trên cái kho APK bu trực tiếp luôn. Dạ đúng rồi. Phải có APK bu. Con UCS 10 này nó có RAM tới 4GB, nên là khi mà anh thao tác về đăng nhập web rồi tìm kiếm hoặc là tải về á, nó rất là nhanh. Vâng vâng vâng. Thế em thấy dùng cũng khá mượt đấy nhỉ. Gần như là dạng all in one rồi nhỉ. Dạ đúng rồi, đây là một thiết bị all in one. Thấy chưa? Em sẽ mở một cái. Chúng tôi mới cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Bản tin tổng hợp dịch COVID-19 trong nước và thế giới ngày 2 tháng 7. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Tin trong nước, Thành phố Hồ Chí Minh điều tra hàng loạt ca mắc COVID-19 mới chưa rõ nguồn lây. Số điểm phong tỏa vượt 600 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng nhanh, Thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản khẩn. Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 1 triệu dân. Ra 4G nên là khi mà những cái thao tác này á, nó nhanh lắm. Em vừa tải thì nó cũng đã tải xong được cái ứng dụng WebPad. Các ứng dụng, cái chương trình mà anh tải á, thì nó sẽ lưu hết vào cái một folder ở đây. Trong một câu đó. Dương
Tới là bên anh cũng sẽ mở văn phòng ở Hà Nội đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh. Hiện tại ở Hà Nội thì bên em đã có kỹ thuật rồi, nhưng mà do dính đợt dịch vừa rồi nè, nên là cái việc mở văn phòng thì đang bị tạm hoãn lại. Vâng. Thế còn về những cái sản phẩm mà ví dụ như là demo các thứ thì là có sẵn để có thể gửi được đi để bên em có thể mượn để demo hoặc là để trên hình các thứ thì có không ạ? Dạ có ạ. Dạ lúc nào em cũng có sẵn những cái thiết bị mà demo ở đây. Vâng. Em nói thêm qua cái con UCS 10 này á, thì nãy giờ nãy chỉ mới là giới thiệu cái tính năng đó là chạy hệ thành Android 8 trên thiết bị. Thì đối với những cái khách hàng á, mà người ta có tính, người ta không có muốn là chạy hệ thành Android, người ta vẫn muốn là sử dụng những cái ứng dụng trên máy tính hoặc laptop của mình á, thì mình có thể là biến cái con UCS 10 này thành một cái USB cao bên quanh. Dạ, đằng sau của thiết bị á, nó có một cổng USB Type-C, nó sẽ kết nối tới cổng. Dạ, nó sẽ tới nói tới cổng USB A của máy tính hoặc là PC. Có, em có nhìn thấy. Dạ. Thì mình cũng thao tác rất là đơn giản, nghĩa là mình sẽ cắm USB C tới máy tính. Bình thường á, nếu mà đối với những cái bạn kỹ thuật nào mà đã làm sâu về mặt hấp á, thì mình có thể là không cần phải cắm sợi HDMI này tới laptop để lấy tín hiệu ở laptop, mà mình sẽ cắm sợi HDMI như bây giờ em cắm nè. Đó, sau đó trên laptop em sẽ cài ứng dụng MacBook Share hồi nãy mà em đã trình chiếu một giây á, thì em sẽ cài lên laptop và em chia sẻ cái hình ảnh hoặc là cái cuộc họp từ laptop lên trên màn hình. Dạ, mình không phải cắm dây HDMI từ màn hình cho tới laptop nữa, chỉ cần một sợi dây USB từ thiết bị tới laptop để cho laptop nhận được tín hiệu loa cam đích. Dạ em sẽ kết nối nó qua dạng là USB cam nha. Cái đồng hồ đó không 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 đồng hồ đi. Quay ra vậy nè. Con cái nói anh chưa? À, quay phải. Đây nha, trên cái màn hình đó là em đang kết nối nè từ thiết bị UCS 10. Vâng. Thì có một sợi USB Type-C đến laptop để cho thiết bị nhận loa cam mic. Còn tại dây HDMI mình chỉ cần cắm được thiết bị USB 10 lên trên màn hình, sau đó sử dụng tính năng chia sẻ không dây để phát hình ảnh từ laptop lên trên thiết bị lên trên màn hình hiển thị. Nó sẽ giúp mình giảm được cái giảm đi một sợi dây HDMI. Tín hiệu trên laptop của em tới màn hình hiển thị á thì gần như là đồng thời.
Dạ. Thì những cái sản phẩm của MacHub á, khi mà được triển khai cái quá trình mà bảo dưỡng, bảo trì hoặc là mình muốn mà mở rộng lên á thì nó dễ dàng hơn so với cái những cái sản phẩm mà mình triển khai dây phải đi cố định, rồi mỗi lần khi sửa là phải thay dây hoặc là thay toàn bộ con cam. Như cái loa PM21 ở đây, nếu mà khi mà triển khai trong một khoảng thời gian dài bỗng nhiên nó hư thì mình chỉ cần đem một cái loa tới khác tới mình thay thôi, mà mình không cần phải thay cả hệ thống. Thì giả dụ như cái thiết bị trình chiếu không dây này, bình thường nếu mà trong những cái phòng họp á là anh phải đi sẵn những sợi dây HDMI hay những sợi dây VGA mình đã đi âm hết rồi, thì tới lúc mà dây nó hư á là anh phải gỡ hết ra, anh phải đi lại dây từ đầu. Còn đối với thiết bị này, nó có thể là nó gắn trực tiếp đằng sau màn hình hoặc là ngay trên máy chiếu. Hư thiết bị thì mình chỉ cần thay thiết bị thôi là xong, mình không cần phải đi lại dây thế nào nữa, rất là tiện cho việc bảo hành hoặc là mở rộng thêm thiết bị. Về phần bảo hành ấy thì bên anh sẽ có hỗ trợ, ví dụ như trong thời gian chờ bảo hành có thể là cho mượn một cái thiết bị dạng tương đương hoặc là có thể là thay thế cho các nhà. À, đúng rồi anh. Trong thời gian bảo hành đó, thì bên em sẽ cho phía bên anh là mượn cái thiết bị tương đương để sử dụng. Dạ. Dòng MacHub này là bảo hành là bao lâu anh nhỉ? Dạ, tất cả sản phẩm MacHub đều bảo hành thôi, trong 1 đến 1 trong vòng 24 tháng. Vâng, ok. À, thì không biết mấy anh còn câu hỏi nào cho team kỹ thuật tụi em không anh? Về cơ bản thì cũng chưa có câu hỏi nào cụ thể lắm, thì nếu mà có cái thắc mắc nào thì có gì em sẽ nhắn qua Zalo nhé. Dạ. Thì cũng nhờ anh gửi giúp em một số cái tài liệu ấy để em gửi lại cho team kỹ thuật để bên em xem qua, để có cái thắc mắc gì sẽ hỏi anh sau. Dạ, xong cái buổi này là em gửi qua Zalo cho anh ngay ạ. Vâng, vâng. Dạ. À, ok, ok, cảm ơn anh. Dạ. À, còn có thắc mắc gì đâu. Thế thôi, ok nhỉ. Dạ, anh Hải ơi. À, rồi anh em nói đi, bởi vì sorry mình đang có phone, anh nói rồi, mình tắt rồi, anh em cứ nói chuyện đi, mình nghe rồi. Vâng, thì mẹ em có, bên em có anh kỹ thuật, anh có training xong rồi thì chắc là câu hỏi thực ra là bọn em cũng chưa được triển khai được nhiều lắm, thì ra là về cơ bản thì những cái kết nối thì cũng không có gì lắm, thì bọn em triển khai nhiều rồi, chỉ có là thêm một số cái giải pháp không dây mới được biết thôi, thì có thể là bọn em sẽ xem thêm, không có gì thì bọn em sẽ hỏi sau. Ok. Hiện nay ở Hà Nội mình đang có một số thiết bị đang đặt demo ở đó đấy. Nếu mà anh em cần thì mình sẽ báo cái team kỹ thuật gửi. Nếu mà không tiện tới văn phòng thì gửi Grab qua, hoặc là anh em ghé gửi cho mấy anh em mình test. Vâng, thì em có hỏi qua kỹ thuật bên anh đấy, là thì có những một số dòng sản phẩm mà em cần mượn để demo với cả mượn để thử dùng test cái thử xem như thế nào mà. À, thoải mái nha. Riêng hàng demo thì bên đây mình chia sẻ với anh em luôn tất cả các dòng sản phẩm mà. À, thì đều có hàng demo, ngay cả những cái dòng sản phẩm giá trị cao nhất. Cái thứ hai nữa là riêng cái bộ UCS10 mà cái bộ All-in-One là sản phẩm chiến lược chính của hiện nay bên mình á. Dĩ nhiên những dòng phẩm khác mình bán rất nhiều, nhưng mà cái bộ đó thì đa số khách hàng cứ test cả là họ mua. Thì hiện nay riêng cái hàng đó thì mình có trên ở hàng demo mà đặt để khoảng 15 bộ. Cho nên là mấy anh em cần hàng demo một con hai con đó cứ báo ha. Anh em sẽ gửi ra, hoặc là ở Hà Nội họ sẽ mang qua cho mấy anh em nhé. Vâng. Ngoài ra thì phần bảo hành các thứ thì trong thời gian nếu mà lỗi gì các thứ thì bên anh có thể hỗ trợ là cho mượn thiết bị tương đương để chờ bảo hành được đúng không ạ? À, thoải mái, cái đó thoải mái ha. Nói chung là vô tư nhé. Vâng, vâng, ok anh. Vậy thì chắc là cũng không còn vấn đề gì nữa. Ok. Rồi cảm ơn chỗ Nam này mấy anh em nha. Còn về tài liệu á thì thôi trên năm nó có cái chỗ mà chat á, mấy em có hãy sang nhắn cái số của Hải, mấy em chụp cái Zalo hoặc là cho mình cái số để mình gửi cái tài liệu qua email hoặc là qua cái Zalo cho mấy em nha, bởi vì mình làm tập hợp rất nhiều cái tài liệu của cái dòng sản phẩm này nha. Vâng, ok anh. Vâng, em cảm ơn anh trong nhé. Email mà hồi nãy mình mời
họp Zoom á, anh em là quản lý cái mail đó. Vâng, bên em quản lý, anh cứ gửi. À, okay, chắc là chỗ Nam có thấy cái thông tin bên dưới của mình rồi đúng không? Vâng vâng. À, ok, add cho mình cái Zalo hoặc là trả lời cái mail đó, mình gửi các cái tài liệu cho anh em nha. Vâng, cái file về presentation, file PowerPoint, PDF, file brochure thiết kế. À, bởi vì bên mình cái là câu chuyện mình là mình chia sẻ, thành ra là tất cả những gì mà mình thiết kế mình làm lên là mình chia sẻ cho anh em hết. Vâng, em hiểu. Vâng. Okay. Yeah. Vâng, em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn cho tất cả anh em nha. Vâng, vâng. Hẹn gặp lại, hy vọng là gặp lại online và cả offline trong thời gian tới. Vâng, cũng hy vọng là sẽ có nhiều cây sắp tới sẽ được hợp tác với anh. Ok, tạm biệt nha. Vâng, vâng, chào anh. Rồi, bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.